Chúng ta cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Alo, xin chào thính giả. Dạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, câu hỏi là của em là em bị vợ bỏ đi từ trước Tết á. Vâng ạ. Thế... cuối năm 2021 ạ. Vâng, hai bạn kết hôn lâu chưa mà vợ lại bỏ đi như thế? Dạ, hai bạn kết hôn từ 2013. À, thế là cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Dạ. Chắc là giận nhau, cãi nhau xong là cô ấy bỏ đi à? Dạ, cô ấy là bỏ đi theo trai ạ. À, vâng, tức là cô ấy có người khác. Dạ. Thì mới bỏ đi đúng không ạ? Dạ. Vậy bây giờ bạn muốn chúng tôi tư vấn điều gì ạ? Có nên cho cô ấy về hay không hay là... À. Vâng, có nên cho cô ấy về không? Nhưng mà hiện nay thì cô ấy có về đâu ạ? Cô ấy chủ động bỏ đi đúng không? Dạ, cô ấy có gọi điện cho rồi. Mình. Cô ấy chặn cả điện thoại hết cả à. Hai bên nội ngoại luôn ạ. Vâng. Dạ. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện. Xin mời ạ. Dạ. Rồi, chào em. Chào em Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Dạ, đến 35 tuổi chưa? Dạ, năm nay em 32 ạ. Ồ, thế hả? Ừ, đấy. Thế mà thế vợ bỏ đi mấy năm rồi? Dạ, được hơn nửa năm nay ạ. À, mới đi có nửa năm nay. Thế xong rồi dạ. Mình lấy nhau mấy năm có con chưa? Dạ, có một thằng con trai ạ. Hiện nay là hai bố con ở với nhau à? Dạ, với mẹ nữa. Ừ, tức là với bà nội ấy hả? Mẹ em dạ. Ấy hả? Đúng không? Tức là hiện nay là gia đình là có bà nội, tức là mẹ em này với em với này nuôi một thằng nhỏ nữa. Dạ. Ừ. Dạ. Này, em có đoán được là vì sao vợ bỏ đi không? Đúng dạ, rồi, theo đàn ông. À, ví dụ như mình cũng hiền lành quá này, mình không kiếm ra tiền này, hay là mình yếu sức khỏe, mình chẳng đáp ứng được cái gì này, rồi mình lại không nhanh nhẹn này, hay là bản thân mình có tính hay ghen, nhậu nhẹt thì nhiều đã thế, lại vân vân. Mình cũng phải xác định là nó vì làm sao không? Dạ là ý là đi vợ em đi coi thầy bói á, bảo là số phận hai đời chồng mà là nên là nó quen một thằng ở trên Facebook cũng ở gần nhà em thôi. Ừ, thế. Mà nó bỏ con bỏ chồng vứt áo ra đi á. Ừ, rồi và bây giờ thì không biết đi đâu, chặn hết các dạ. Thứ rồi. Dạ. Ừ, điện thoại gọi không có, Facebook Zalo chặn mọi con đường liên lạc, vẫn chẳng quan tâm gì đến con. Dạ. 6 tháng rồi mà dạ. Mà cái cậu mà ở gần nhà mà đi cùng với vợ em ấy thì em có nắm được thông tin thế nào, cậu có vợ không có vợ, hay là cũng dạng ất dạ. Ơ hay là cứ dạng cậu ấy là chưa có vợ, còn ừ. Thanh niên ạ. À, ít tuổi hơn vợ em hay là cũng ít tuổi hơn ạ? Thế hả? Vợ em sinh năm 92 đó. Vợ sinh năm 92, còn cậu kia chắc 99 à? 96. Ui, cậu kia sinh năm 96. Dạ, thế là đấy, bữa ăn bữa lo bữa đói là cũng đi làm công ty vậy thôi. Rồi thôi, nhưng mà người ta hợp nhau cái gì đó chứ cái lý dạ. Do mà xem bói xong ông thầy bảo là phải hai đời chồng ấy chắc cũng chỉ là dạ. Cái lý do bào chữa cho cái việc, tóm lại là cô ấy phải lòng một người đàn con trai khác ít tuổi hơn dạ. Dây tân dây tơ đúng không dạ. Và sống với mình. Em có nhận thấy mình có cái lỗi gì không, ví dạ, dụ như mình hiền lành quá rồi không có lỗi gì hết, là dạ, dạ. Nhà gia đình cũng khá giả, cũng có điều kiện, không có cho nên đi làm công ty đâu mà. Nhà em ấy hả? Dạ. Ồ, tức là gia đình nhà mình kinh tế khá giả. Em dạ, xây, em xây khỏe nhà, mạnh không? Xây nhà 2017 rồi. Ừ. To đúng hết rồi. Rồi nhiều nhà người to. Còn như em còn chưa bằng nữa. Ừ. Tóm lại em khỏe mạnh không? Khỏe mạnh. Thế hả? Cao to không? Vẫn đi nuôi con, đi cạo mủ cao su bình thường. À, cũng vẫn vừa nuôi con vừa đi cạo mủ cao su. Cao dạ. To đẹp trai không? Có, phong độ lắm chứ. Thế à, cái món kia có được không? Dạ, có một tuần đáp ứng cho vợ phải 4 cái. 4 cái một tuần hả? Dạ. Ừ, thôi, thế đấy hỏi thế để tham khảo thôi chứ còn thì, dạ. Thì đôi khi con người nó phức tạp lắm, ngày nào cũng dạ. Được cho ăn no nhưng mà lại thích bỏ đói cơ. Rồi ông chồng hiền lành thì lại phải lòng một cái cậu trai khác, để nó lại mồm mép tép nhảy nhanh nhẹn, nó biết tán tỉnh, nó biết thả thính. Còn chồng dạ. Thì cứ đi cạo mủ cao su, tối về ăn cơm xong lại phục vụ hì hục. Thế nhưng mà rồi nó lại nhàm chán. Thôi không nói làm dạ. Gì nữa. Bây giờ thế này thì rất là chia sẻ với em. Cuộc sống thì dạ. Nó muôn màu lắm. Dạ. Cũng nói là lỗi tại em thì cũng không hẳn. Mà dạ. Cuộc sống nó đưa đẩy. Chỉ sợ dạ. Nhất rằng là cô ấy đi. Thế rồi...
sống với nhau với đầy những cái kỳ vọng rằng là sẽ dắt tay nhau đi cùng trời quý đất, nhưng mà cậu kia sinh năm 96 chưa từng kết hôn, còn cô thì có cả một quá khứ mà hiện tại đang là gái có chồng, lại lớn tuổi hơn, chẳng biết rằng mối quan hệ nó có bền lâu hay không, hay là đến lúc mà nó tã tưởi ra rồi thì cô lại quay trở lại. Cô quay trở lại thì việc đầu tiên em phải xác định rằng là cô chỉ là người bỏ đi chứ không phải là một người, cô vẫn là vợ em đấy. Hai đứa ngày xưa lấy nhau là có đăng ký kết hôn đúng không? Có. Thế thì nay cô trở lại nhà, còn cái việc là cô bỏ đi 6 tháng, cô có trách nhiệm giải trình với lại em rồi, em tha thứ hay mắng mỏ thế nào đấy thì là tùy, nhưng mà cô có quyền được về, mình không thể đuổi được vì cô đang là vợ mình, chứ hai người chưa ly hôn đúng không? Đây mình cứ đặt cái tình huống là bây giờ tìm thì không thấy rồi. Người ta nói rằng là giữ được người muốn ở lại chứ ai giữ được người ra đi. Cô đã rứt áo ra đi và chặn mọi các kênh liên lạc, thì mình có tìm đằng trời. Đi xem bói thì thầy bói cũng chịu chết, không biết là ở đâu. Có khi đang chung sống với nhau ở cái nhà nghỉ nào rất gần chỗ em đấy, thì ban ngày thì cũng đi làm, trong tối lại về đấy thì cũng không biết được. Trốn chui trốn lủi mà. Trốn chui trốn lủi nhưng vẫn phải ăn, vẫn phải làm 6 tháng chứ không phải là trốn nhà 3 ngày để mà bảo rằng là có thể mang tiền đi rồi bây giờ thuê một cái nhà nghỉ chốt chặt ở trong ôm nhau ngủ cho nó sướng. Đây 6 tháng rồi cơ mà, biết đâu có thể họ đi bỏ đi làm ăn xa hơn, chẳng hạn đi xuống Nha Trang hay là ra bãi biển, hiện nay đang làm các loại dịch vụ nọ kia chẳng hạn, thì đấy là việc. Việc của em là chăm sóc sức khỏe bản thân và lo cho thằng nhỏ nhà em. Mấy tuổi rồi nhỉ, quên mất. Nhỏ năm nay 9 tuổi, học lớp 3 rồi ạ. Ồ, cháu ngoan không? Dạ ngoan, học cũng bình thường ạ. Có khi nào nó kêu là đi tìm má về cho con không? Dạ không bao giờ. Thế hả? Chắc trước ở nhà cô cũng không gần gũi con, cũng đi công ty suốt đúng không? Có đi công ty đâu, không có cho đi công ty. Thế à, thế là ăn chơi thế thôi. Dạ ở nhà cả mũ với lại là ở cùng gia đình người ở với nhau ạ. À thế hả? Thôi, thế thì bây giờ thì là em nhớ là giữ gìn sức khỏe vì là chỗ dựa của mẹ em và con em. Dạ. Thế còn thì em có lùng sục cũng không thấy. Và mình cũng đặt sẵn cái tình cảm, cái tình cảnh rằng cô sẽ quay về. Nếu một người mà bỏ nhà ra đi trên một năm mà không có tin tức gì, mà nếu em muốn rằng là cho nó rõ ràng, em hoàn toàn có thể làm những thủ tục cần thiết để thông báo mất tích. Em có thể lên đài phát thanh truyền hình tỉnh Bình Phước, em nhờ rằng là thông báo giúp cho tôi tìm một cái cô vợ bỏ đi một năm nay không về. Đài người ta thông báo sau 3 lần mà cô không trở về là có quyền tuyên bố mất tích đó. Mà khi mà vợ mất tích mà tọa được tòa công nhận ấy, thì em có quyền đi tìm hiểu người khác và tiến tới hôn nhân với người khác đó. Thì đây đang nói là về mặt pháp luật thì nó như thế. Thế cũng không hy vọng, cũng không mong rằng đến lúc 2 năm nữa rồi phải đi thông báo là vợ mất tích. Nhưng mà đang nói rằng lộ trình nó có thể làm như thế. Còn hiện nay đang trong phạm vi 6 tháng, em cứ kiên nhẫn chờ đợi nhá. Và ổn định tinh thần và trong trường hợp nào trong nữa không bao giờ nghĩ đến chuyện tiêu cực. Vâng, chúc bạn sẽ gặp may mắn nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Xin chào thính giả. Vâng, em chào chương trình ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Là em uống thuốc điều trị bệnh thần kinh lâu năm rồi. Mấy năm nay rồi, thế là em bị mất kinh một năm nay rồi ạ. Không biết là có phải là do uống thuốc là làm sao mà em mất kinh ạ? Thì em mới hỏi xem là có cách gì hay nào uống thuốc gì được ra kinh không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Xin mời. Ơi, chị chào em. Điều trị điều trị và được cho thuốc điều trị thần kinh ấy là ở bệnh viện nào? Bệnh viện Tâm Thần Trung ương 1 ạ. Rồi, thế và khi mà nhận thuốc ấy thì em có cái đơn thuốc đi kèm theo không? Dạ có ạ. Họ có nói cái tác, em có đọc và có thấy cái tác dụng phụ là nó có ảnh hưởng đến kinh nguyệt không? Em không đọc ạ. Thế thì bây giờ mình về mình xem lại đi. Và nếu mà là thuốc ấy mà họ có cái dòng đấy thì có nghĩa là tác dụng phụ của thuốc. Thế nếu mà không đọc ấy thì bởi vì thuốc thì vẫn cứ phải đến bác sĩ khám lại định kỳ đúng không em? Thế thì mình khi mình đến khám bác sĩ thì mình nói với bác sĩ rằng là gần một năm nay hả? Ở gần một năm nay rồi cháu không thấy kinh nguyệt. Thì đấy là do vấn đề làm sao?
có phải tại thuốc không nhá, thì bác sĩ sẽ biết và có thể bác sĩ sẽ đổi thuốc hoặc là tư vấn cho em, hoặc là có thể phải làm những cái xét nghiệm khác để mà tìm hiểu nguyên nhân, thì lúc đó mới có phương pháp để mà tháo gỡ cho em cái chuyện mất kinh được. Thế có gia đình chưa em? Có rồi ạ. Có con chưa? Có rồi ạ, 2 cháu rồi ạ. Rồi. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Đẹp quá. 37 ạ. À thế hả? Thế chỉ có mỗi, thế vẫn điều trị cái thuốc thần kinh à? Vâng ạ. Nó là thuốc gì ạ? Thuốc về đau đầu mất ngủ ạ. À thế hả? Đấy. Thế thì mình uống thuốc triền miên bao nhiêu lâu rồi? 4 năm nay rồi ạ. Có cái đi tìm một cái cách nào khác để mà thay thế, không phải dùng thuốc thì tốt nhỉ? Dạ. Thế thì em đến bác sĩ và xin hỏi bác sĩ nhá, xin tư vấn bác sĩ về dùng thuốc và có thể đi tìm hiểu thêm các cái phương pháp mà điều trị thần kinh ngay từ bác sĩ. Là ngay từ bác sĩ mà điều trị cho mình ý, là có thể có cái phương pháp nào khác để mà không phải dùng thuốc không? Thì đôi khi các bác sĩ cũng có những cái phương pháp, chẳng hạn như là bên đông y hoặc là bên trị liệu gì đó, có những cái cách đi khác để mà tư vấn cho mình, để mình không phải dùng thuốc, để chịu ảnh hưởng của thuốc em nhé. Vọng rằng bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Dạ, alo chị, em muốn hỏi xem là cháu nó năm nay nó suy ly thân, là năm nay cháu 4 năm rồi mà em vâng. Chỉ mong là hỏi nó thì nó cứ bảo là chúng con thì con lo, chúng kệ chúng con giải quyết. Thế đi ra ngoài chỗ nhà nó, cháu ở riêng mà trước thì cháu ở chung, bây giờ cháu mua nhà đi thành phố cho ở riêng. Thế nó bảo là bố mẹ cứ yên tâm, cô việc của chúng con cho con lo, mà con dâu nó bảo vậy, mà con trai nó bảo vậy, mà cũng không biết lý do như nào mà nó lại ly thân, nhưng mà nó đang đi làm. Chồng đi lấy xe, còn vợ thì đi dạy học. Dạ. Chị đang hỏi chuyện cho con trai của mình đúng không ạ? Tư vấn của em kia. Mẹ rất là quan tâm tới chuyện tình cảm, chuyện gia đình của con trai của mình. Xin rất là chia sẻ với chị nhé. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị. Xin mời ạ. Vâng. Rồi, xin chào chị. Vâng, em chào anh. Đáng ra thì giá là cậu con trai hoặc cô con dâu gọi điện hỏi tư vấn thì sẽ đúng hơn. Thật ra thì các bạn ấy đang rất tự lập, tự chủ, tự tin ở trong cuộc hôn nhân của mình. Dù là các bạn ấy ly thân hay ly hôn, các bạn ấy đều rất là ý thức. Và đấy là quyết định của cả hai bạn. Và nghe có vẻ rất thống nhất tư tưởng, đúng không? Chỉ có là người mẹ, mình là đứng ngoài, cứ tò mò, chả hiểu sao chúng nó. Một đứa thì lái xe, một đứa thì giáo viên. Trông thấy thì cũng được, rất là hợp đôi vừa lứa. Mà rồi chúng nó cũng khỏe mạnh, thì làm sao mà lại ly thân, đúng không? Thế và mình thì thấy nó lạ quá. Và rất là muốn rằng nếu mà ly hôn thì ly hôn đi, chứ còn cứ ly thân thế này thì mới khó chịu quá. Các cháu thì nó lấy nhau được mấy năm rồi và có con chưa? Dạ, cháu lấy nhau được 10 năm rồi. Cháu có một đứa, được cháu gái được, năm nay cháu học lớp 4 rồi ạ. À, học lớp 4. Và dạ. Chị thấy ly thân nghĩa là làm sao? Hai đứa ở hai nhà đúng không? Không ạ, đầu tiên thì cháu nó, như vậy là đầu tiên thì cháu nó yêu nhau thì nói thật với anh là gia đình em không đồng ý. Đấy, rồi. Bố nó dứt khoát là không đồng ý, mà em về sau về nó lộ ra là nó có thai rồi. Rồi. Thế em phải đánh tư tưởng với này các bác nhà nó đi đến nói bố nó. Bố nó tức là cái ông thông gia cháu đấy. Cháu để giải quyết, không có nó bỏ cái thai đi thì nó tội nhà mình. Thế là với cháu về thì nó ở với em được 2 năm thì cháu bảo thôi vậy, con mua cái nhà ngoài kia, ngoài trên thị trấn con ở thì con đi làm đó, hai đứa nó tiện. Tốt thế mà. Em cũng đồng ý rồi, em cũng vay cho vay tiền đấy chứ, cũng coi như lần cho nó cũng chẳng có mà vay đâu. Thế là gom góp vào thì là mua cái nhà trên thị trấn đấy, thì đi ra sửa chữa tất cả là bố nó sửa cho 1 tháng. Dân nói chung là gia đình rất là đoàn kết chứ không vướng mắc gì với bố mẹ cả, mà tự nhiên hai vợ chồng lại ly thân, mà em hỏi nó thì nó lại không nói. Bởi vì thế này này, tất cả đều có lý do, có điều có lý do nói hay không có nói thôi.
mình nhìn thấy ở bên ngoài thì mình thấy là tất cả tốt, tự nhiên, không có cái gì là tự nhiên cả, đúng không? Vâng. Mình cũng chỉ là mẹ chồng, có những điều nó chẳng thể nói được. Chẳng hạn như, đây tôi lấy ví dụ thôi, có những đôi vợ chồng trông ở ngoài xứng đôi vừa lứa lắm, nhưng chúng nó chẳng hợp nhau ở cái món ở trên giường. Ông chồng thì quá khỏe mà cái cô vợ thì lại mắc cái bệnh lãnh cảm, có cũng được chả có cũng được, sợ ông chồng ông chán. Nhưng mà về mặt cảm xúc thì chúng nó không muốn tan nát cái gia đình này, vì ngày xưa chúng nó yêu nhau tự nhiên tự nguyện, và bây giờ cũng lại có đứa con chung rồi. Thế thì nhất trí rằng thôi em thì em chả thích thú gì cái này, còn anh thích đi với cô nào thì anh tự đi, thế rồi nhưng mà đừng bỏ nhau. Đây là tôi lấy một cái ví dụ như thế, đấy cũng là một trường hợp nhé. Thì có trường hợp là ông chồng, tức là thằng ví dụ con trai nhà mình đấy, có bồ ngày xưa thì tất nhiên yêu cô này đấy, thế rồi có thai có chửa, bác sĩ bảo cưới thì cưới thế thôi, xong nó qua cái tuổi thanh xuân đi rồi, lấy nhau rồi mới nhận ra là không còn yêu nhau. Thế và cậu con trai nhà mình hiện nay là có bồ, rất là yêu bồ, nhưng mà cậu ấy lại đang phấn đấu vào cái vị trí nọ vị trí kia, công tác này công tác khác, nếu ly hôn lúc này thì dễ mang tiếng, dễ ảnh hưởng, thành ra hai vợ chồng bàn với nhau rằng là thôi thì anh có bồ thì anh cứ xây dựng mối quan hệ nhưng chưa bỏ nhau lúc này, đợi cho đến cái dịp nọ dịp kia. Đây tôi lấy là có muôn vàn lý do, và người trong chăn mới biết chăn có giận, có những thứ không thể nói thẳng với mẹ chồng được. Thế thì yêu thì yêu thật, nhưng mà chung sống với một người mà nó có những cái bất thường như thế thì cũng mệt mỏi. Thành ra là hai bên nó không đủ căm thù để mà đánh nhau, nó chẳng đủ hết nghĩa tình để mà chia tay, nhưng lại không thể đủ yêu thương để mà có thể duy trì mãi. Họ lựa chọn con đường ly thân. Thôi thì mỗi người có cuộc sống riêng, đừng có ai can thiệp quá vào cuộc sống người kia. Con vẫn là con trong nhà, vẫn ở chung, đúng không? Vâng. Không, coi như là bây giờ thằng này nó lại bực mình, nó lại để mẹ con ở ngoài ý, còn ở trên thành phố đấy, còn nó về nhà em nó ở anh ạ. Đấy, thế thì rõ ràng là về nhà em nó ở thì nó mẹ nó lại, một con vợ nó lại cứ bảo em ra em nói, thì mẹ bảo là bây giờ các con thì như thế nào, bây giờ đừng để cho bố mẹ phải đau đầu nữa, bây giờ có mỗi một mình nó thôi, chứ không có nhiều gì thì con như nào thì cứ bảo mẹ để mẹ biết lối mẹ giải quyết. Thế nó bảo mẹ hỏi anh ấy, bây giờ tự nhiên là đang bị đâu đùng đi bỏ nhà bỏ cửa ấy về ở bố mẹ xin chấn chúa. Đấy, anh tính nó lại nói thế cái chứ. Thì đúng rồi. Mà em đuổi nó không đi. Một là con mình có lỗi quá lớn là vợ nó đuổi anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh ở cái nhà này nữa, bởi vì đây ví dụ thôi, làm cái lỗi rất lớn với vợ và vợ đã phát điên lên, và con trai thì không dám thú nhận với mẹ là thật ra con thế này bây giờ bị vợ đuổi, cho nên cứ nói vậy, đúng không? Vâng. Thế thôi mình con cái thì con có một đứa con ấy thì cứ nếu mà nó mà chủ nhật nó về mẹ nó điện cho vợ đó là hôm nay cho con về ông bà nội chơi. Thế thì nó lại dẫn ra ngoài đường để nhà nó ngay mặt đường ấy thì được đón xe giao của bố con nó, ở ngoài đường về. Đúng rồi. Chứ còn cũng vẫn chuyện trò với thằng mà sao nó lại ly thân được, em chưa hiểu ra. Thì đấy, muốn là chương trình hiểu làm gì, tư vấn của em là em nên nói như thế nào để cho cháu chả nói cái gì cả. Em chỉ muốn nó đoàn tụ thôi. Trước hết là mình phải biết được nguyên nhân thì mới cắt được thuốc. Thôi, con nó đã tìm về với mình cũng không đuổi nữa. Vì nhà là nơi an toàn nhất để con trở về, đúng không? Yeah. Thế rồi con dâu, đấy, vợ chồng nó vẫn nói được với nhau chứ không đến nỗi là căm thù này khác. Có điều rằng chắc là anh chị có những cái bất hòa, bất chắc gì đó. Lúc nào người ta chia sẻ được thì người ta chia sẻ. Người ta cần đến cái sự trợ giúp của mình thì mới trợ giúp. Chứ còn thì đúng là con có khóc thì mẹ mới cho bú, chứ mình cứ đứng ở ngoài đón rào đón non thì mình biết làm sao được, đúng không? Mà con nhà em thì nó lại trên đảo này anh này, khi nào mà con vợ con Hường nó về nó xin lỗi bố mẹ thì con mới đồng ý là con đi ở với nó, con ra con ở nhà con. Thế thì lại có thể về, tự nhiên là bắt con về nhà con ở, con không về, con chìa khóa con có đây, con thích về lúc nào con về nhà của con. Đấy, nó bảo vậy anh ạ. Tức là lại có thể là vợ có một cái lỗi gì đấy mà ông chồng không muốn nhìn thấy mặt, mà lỗi lầm lắm rồi, bây giờ phải thế nọ thế kia chẳng hạn. Thế thì cái lỗi mà chắc là nó tế nhị, đến nỗi mà không muốn chia sẻ được cho bố mẹ. Và biết rằng có chia sẻ ông bà cũng không làm gì được.
Thế thì đôi khi lại còn làm cho bố mẹ lo lắng, hoặc là bé lại xé ra to, còn rách việc hơn, cho nên các bạn không chia sẻ. Hãy nhớ rằng con mình cũng lớn rồi, trưởng thành rồi, chúng nó cũng đã có vợ, có chồng, chúng nó đã làm bố, làm mẹ rồi. Mình cũng đã lo cho con là mua được nhà riêng ở trên phố, phận làm cha, làm mẹ đến thế là dừng. Còn bây giờ thì cứ bình tĩnh, chúng nó tự được giải quyết được việc của nó, và nó nhờ đến đâu thì mình giúp đến đấy, lo giải quyết được cái gì đâu, nhá. Vâng, chúc gia đình chị sẽ sớm trở lại bình an ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo. Xin chào thính giả. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Em nói này chị này ạ. Chú là em trước khi là thường thường trước khoảng sau cái quan hệ là đa số nó hay đau ở cái chỗ dương vật mà bên trên trán, chỗ dương vật cái chỗ cái lông đông ấy. Vâng. Em vẫn đang hỏi là bác sĩ xem em nó đau ở cái gì mà em đi khám nhiều chỗ độc bảo là thần kinh thì chẳng biết thế nào, thế cho nên em nhờ tất cả chương trình như này coi bác sĩ cho một lời khuyên em nó bị làm sao. Vâng, câu hỏi của anh sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng nhá, bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Xin mời. Rồi, xin chào anh. Vâng, cảm ơn sự mến mộ của anh với chương trình. Đi khám bao nhiêu nơi rồi mà người ta lại bảo là thần kinh à? Thần kinh là thần kinh cái gì? Kinh nghiệm. Em khám mấy chỗ thì ra là nói chung cái bệnh viện huyện như này, nói chung là những cái phòng khám lẻ thì họ đều bảo là cái chỗ thần kinh thì nó chỗ trên trán cái dương vật mà cái chỗ đám lông lông cái chị ạ. Thế không biết nó đau cái gì mà nếu có quan hệ với đi vợ cùng đau phải có tháng đến 2 tháng không dám nữa. Sợ quá rụt hẳn lại đau, hả? Nó cái đau âm ỉ cái chị ạ. Thế thì ở bệnh viện huyện người ta nói là anh nói một cái câu thần kinh không thôi ấy thì nó dễ hiểu lầm cái câu đấy lắm. Thế cho nên tức là người ta nói là cái cơ chế mà gây đau ấy là do thần kinh. Đúng không? Vậy thì người ta có cho thuốc để điều trị hay là cái gì không? Người ta cũng cho thuốc điều trị, thế nhưng mà em uống cùng quay nói chung là nó cũng chẳng ăn thua gì cả. Thế nhưng mà lên nó uống, em cũng uống những cái thuốc kháng sinh, nói chung là ampicillin với lại thuốc thường thường nó đau quá uống giảm đau, nhưng một thời gian nó khoảng cái tầm tháng hơn tháng rồi thì nó cứ từ từ dần dần nó lại khỏi như đau lâu lắm chị ạ. Đau âm mỉ nó bé bé thôi, nó không đau to. Rồi thế xong rồi là mình uống thuốc của họ cho. Vâng. Mà lại là cơ chế là do thần kinh lại uống cả kháng sinh à? Vâng, thì em không biết, thế đau nói chung là cứ uống. Cứ đi mua kháng sinh thôi, là uống thôi, đúng không? Vâng. Thế thì nó tức là mình có uống thuốc người ta kê cho thì là nó có giảm, và nhưng mà nó chỉ giảm được khoảng một tháng, hơn một tháng. Thế thì mình lại đi khám tiếp để mà lấy thuốc tiếp thì làm sao? Có được không? Em thì cũng có thuốc tiếp, lấy tiếp. Thế nhưng mà ý đang nói là có một thời gian đi cùng sau uống thuốc, cứ nó hình như hay là nhận thuốc là không thích khỏi chị ạ. Thế thì lại đi khám lại. Cái nơi đúng là không sợ, không dám quan hệ vợ. Rồi, đúng rồi. Đau thế thì còn sướng gì nữa mà quan hệ. Vậy thì ở bệnh viện huyện có thể người ta chưa chẩn đoán được. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ em 50. 50 vẫn còn đời sống tình dục vẫn còn dài. Vậy thì ở huyện không giải quyết được, mình lên Hà Nội khám chuyên sâu hơn đi, là chuyên khoa năm học đi nhá, để cho nó ra ngọn ngành cái việc mà nó cứ đau ở đấy. Là nó do thần kinh hay là do mạch máu hay là do gì? Thì cái chuyên khoa nam học ấy, thông thường các cái phòng khám đấy thì người ta chuyên sâu hơn về các cái vấn đề về nam khoa như của anh ấy. Và người ta có các máy móc và phương tiện chẩn đoán nó tốt hơn thì có thể là tìm được cái nguyên nhân đau của mình nhá. Vâng, chị ơi. Dạ. Thế cho em hỏi thế là cái chỗ đấy, nhưng mà đấy đem tả như thế thì chị Điền thì cứ cho gọi là nó chẩn đoán là nó thường thường nó ở cái khoản gì hả chị?
Đau ở khoản gì ạ? Đau ở cái khoản thần kinh, đi khám người ta bảo thần kinh mà. Như này, bây giờ ạ. Để... cái chỗ tập trung thì muốn chị đều là cái nhà coi như y học thì chắc chị không đoán được ở chỗ đấy. Thì tôi gọi sơ đẳng thôi. Sơ đẳng. Chưa được tuyệt đối lắm. Như sơ đẳng nó rất là khó. Nó là ở cái gì hả chị? Bây giờ thì anh đi khám rồi. Và cái cơ chế người ta nói là do thần kinh. Vậy thì mình thử test lại vấn đề đấy đi. Trước khi mà quan hệ với vợ mình có căng thẳng không? Tức là bình thường thôi, không có gì căng thẳng có đâu. Thấy thoải mái vui vẻ không? Bởi nhiều khi nó là do ở chỗ đấy thì có dây thần kinh ấy chị. Đúng rồi, có dây thần kinh cho nên rằng là nó có thể là do thần kinh, mà thần kinh nó có thể là do yếu tố tâm lý nhá, nó làm cho mình bị như thế. Ví dụ như là đi vào trận mà lại cứ chết rồi, sắp sửa đau rồi đây này, thế thì cuối cùng là đau thật ấy. Đấy, đấy nó gọi là yếu tố tâm lý, hoặc là hoặc là cái dẫn truyền thần kinh ấy ở trong, tức là trong cơ thể mình nó có một cái hệ thống thần kinh, thì cái hệ thống thần kinh đấy nó bị tắc ở đâu thì ở đấy là nó đau. Rõ không ạ? Thế và anh đi khám thì người ta bảo thần kinh, đau đây là do thần kinh. Thì có nghĩa rằng là cái hệ thống thần kinh nó chi phối khắp các bộ phận của cơ thể, nó bị ứ trệ nhá. Thế và thần kinh thì thường nó đi theo với cả tuần hoàn. Đó, vậy thì rất cần, và hai cái môn đấy để mà chẩn đoán, để mà tìm được ra nguyên nhân ấy thì nó phải là chuyên khoa khá sâu để người ta có các cái phương tiện để người ta chẩn đoán xem là có phải do cái bế tắc do dẫn chuyển thần kinh không nhá, tức là do về mặt thực thể ấy, về mặt cơ thể của anh, như là mạch máu nó bị tắc lại thì nó sẽ làm cho cái chỗ mà máu nó đến nuôi ấy, nó không được nuôi dưỡng thì nó sinh ra thiếu máu rồi là bị hủy hoại. Đấy, đấy là tắc. Và thần kinh thì nếu mà nó ứ trệ thì nó sẽ gây đau. Và khi người ta phát hiện ra thì yếu tố thần kinh ấy, thì có thể người ta cho những cái khí huyết lưu thông, các cái thuốc liên quan đến đó, hoặc là các cái bài luyện tập để đả thông kinh lạc nhá. Đó thì đấy là tất cả là chỉ là dự đoán, còn để chẩn đoán chính xác thì phải có một cái hệ thống, và hệ thống máy móc và gặp anh. Nhưng trước tiên là tự mình chẩn đoán cho mình là mình có yếu tố gọi là tâm lý nó chi phối vào những cái lúc đó không, thì loại trừ đi, thoải mái đi, xem nó như thế nào. Đã gần vợ là thật yêu đi, thật say đắm đi, xem nó ra làm sao. Nếu như quả thật là không có yếu tố tâm lý thì mình cần phải đi khám nam học để tìm hiểu nguyên nhân sâu xa thì rồi mới có thuốc điều trị nhé. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình, và chúng tôi cũng chúc anh sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thanh Hóa. Đến nay là cháu chưa làm được cái gì cả. Cháu sinh năm 88 á. Mà cháu bị tai nạn là do cháu thôi. Không ai khác, mẹ cháu lại như là cứu cháu thêm lần nữa. Tại vì các bác sĩ qua chuyên môn nghiệp vụ cứ bảo trả về, nhưng mẹ cứ bảo để chữa được cái nào hay gì đó. Thì đến nay thì cháu cũng thật là may mắn là cháu có thể ở lại được ở trong cuộc đời. Vâng, thì rất là chia sẻ với bạn. Dạ. Bạn nói tiếp đi ạ, chúng tôi đang lắng nghe đi ạ. Dạ vâng, thì cháu không biết nói gì hơn, thì có nói đi lại thì cũng đã vậy, mọi chuyện đã xảy ra rồi thì mình có
muốn không thể được. Thì cháu bây giờ là thời gian để mà nghĩ thì nó rất là ít, và cháu hay nghe cái chương trình mà cháu rất là hâm mộ. Cháu cũng muốn chương trình ấy chỉ dẫn cháu một con đường nào đó, suy nghĩ nào đó để cái tâm cháu có thể thoải mái hơn. Vâng, rất là chia sẻ với hoàn cảnh của bạn đúng không ạ? Như bạn có nói vừa rồi là cũng chết đi sống lại đúng không ạ? Được sống lại thêm một lần nữa, mà là do mẹ của mình đã trao cho mình thêm một lần nữa cái cơ hội đó đúng không ạ? Và bây giờ thì tâm lý của mình cũng đang rất là bất ổn, cũng rất là mong manh, rất là muốn chia sẻ và tâm sự. Chúng tôi cũng rất vui là được đồng hành cùng với bạn trong cuộc sống này. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh ạ. Rồi, xin cả chào em trai. Nhưng mà này, chào ông ạ. Ôi giời, chào ông xong chào cụ đi con ơi. Con sinh năm 88 đúng không? Vâng ạ. Thế mà kiếp chào ông thì cuối cùng ông định chào ông bao nhiêu? Nói vui vậy thôi, nhưng mà thôi cứ giọng hơi bị dễ gần. Đúng rồi, giọng hơi bị già đấy. Tươi vui là một tí, sinh năm 88 đi, ba mấy tuổi, nhiều bạn trai còn đang lông bông, còn chưa có người yêu, người ta đang kiếm việc đi làm ấy kìa. Đơn giản là thế này. Hoàn cảnh của mình là cháu có nói rằng cháu bị tai nạn. Tai nạn hồi là làm sao? Tai nạn lao động hay là giao thông hay là ốm rất nặng? Dạ không, thì cháu đi trên đường thì xe tải to như container hốc vào. Mình bị tai nạn là giao thông. Cháu thôi. Cháu không đổ lỗi cho ai cả. Đúng rồi, thôi, để không hỏi thế để biết là sao cái mức độ mà mình bị tổn thương sức khỏe bây giờ như thế nào. Đi ngày đấy đi là bác sĩ đã bảo trả về đúng không? Vậy là không cứu được nữa rồi. Thế là vì mẹ mình nói rằng thôi còn nước còn tát, cứ đưa về, cứ chăm sóc rồi xem nó phục hồi được đến đâu. Và bây giờ thì mình sống vui vẻ như thế này đấy, đúng không? Bây giờ tình trạng của mình thế nào? Đi lại được không? Có đi được? Thì cháu nói thật luôn là đi lại cũng khó khăn hơn, nhưng mà cháu cũng cứ tập. Tốt quá. Tức nhất là mình không phải ngồi xe lăn và cũng không phải ngồi một chỗ đúng không? Hiện nay là đi lại được, tự phục vụ bản thân được đúng không? Dạ vâng. Ba mấy tuổi không phải nạn thì cháu bị liệt tay. Rồi, liệt tay nhưng mà ví dụ như bê bát cơm ăn có được không? Dạ được. Bê bát cơm được, tự giặt quần áo được không? Dạ khó nhưng mà cũng được. Cũng cố đúng không? Tắm mẹ có phải tắm cho không hay là dạ, tự không, được? Không, không gọn gàng được nhưng mà tự chủ không động. Không gọn gàng. Thế là thì tóm lại này, đi lại tuy khó khăn nhưng đi lại ở trong nhà ra ngoài ngõ được đúng không? Dạ vâng ạ. Cơm ăn được, không phải mẹ xúc cho. Rồi cũng tự tắm được chứ cũng không phải. Tóm lại là về cái kỹ năng tự phục vụ bản thân là mình làm được. Dạ vâng. Chỉ có điều là không lao động sản xuất gì được đúng không? Dạ vâng. Nguồn sống của con, của cháu và mẹ hiện nay bằng cái gì? Mình có được cái chế độ mà mỗi tháng nhà nước hỗ trợ 720 hay 360 ngàn đồng của cái người khuyết tật không? Dạ cháu có. Được bao nhiêu? Nhưng cháu cũng không biết nữa vì cháu cũng không tham gia vào cái việc đó, thì mẹ đang phải đi nước ngoài làm mô xin trả nợ cho chủ. Trời ơi, tức là bây giờ mình cũng không phải cháu đau được đó. Bây giờ mẹ cũng không phải ở đây đúng không? Cũng không phải ở với mình mà mẹ là phải đi Hàn Quốc hay Đài Loan. Dạ, mẹ cháu đi Trung Quốc, Macau không ạ? Rồi. Nói chung là đi làm giúp việc để lấy tiền, thứ nhất là cũng lại trả nợ mà hồi trước chữa chạy bệnh tật cho cháu, hơn nữa là cũng có thể có tí vốn tí liếng gì đó. Thế hiện nay thì tóm lại mình đang sống với ai? Dạ cháu đang ở với em gái thay mẹ nuôi. Rồi em gái lớn chưa, có chồng chưa? Dạ em cháu có ba con rồi. Nhà bán xi măng sắt thép cũng cứ tạo điều kiện cho anh đó làm đi kiểm tra. Rồi cái tầm cháu không thoải mái được. Được rồi, để cháu từ liên hệ không? Rồi cậu con rể, cậu em rể có tốt không? Em gái mình thì thương mình rồi, nhà nó bán sắt thép, nó cũng muốn ông anh ra đấy ngồi cái ghế rồi gọi là giám sát trông coi một tí để gọi là để nó có hỗ trợ mình thì mình không cảm thấy mình là người ăn bám đúng không? Là bác cũng và ra đây bác cháu trông nom. Vậy đâu. Cậu em rể được không?
Dạ, cháu không nói với em, cháu em trai là cùng dòng máu đâu, là công an. Cháu mới nói với em là ai nghĩ gì, ai nghĩ thế nào anh không biết, nhưng mà anh phục chú Húc. Phục chú á? Tức là... em dễ... Cái cậu rể gì? Vâng, em trai cháu làm công an. À, tức là cháu là còn có một cậu em trai làm công an. Vâng. Còn cô em gái thì lấy chồng và đang bán sắt thép, và cháu thì cứ ra đấy để hỗ trợ trông coi. Và ban nãy thì lại đang nói chuyện cô em gái thì quay ra phục cậu em trai. Cậu em trai thì làm sao? Cậu ấy hỗ trợ mình hay là cậu làm gì? Dạ. Cậu em trai công an có giúp đỡ gì được không? Có lo cả nhà mà không? À, cậu là người được giang tay lo cho cả nhà đúng không? Vâng. Thế đấy cháu thấy không? Ừ. Cháu thấy không, ở đời không ai người ta lấy hết của mình. Ông trời ông lấy cái này, ông lại cho cái kia. Mình cũng nhìn thấy cái may mắn là thôi, mình hoàn cảnh là bị tai nạn, bác sĩ đã trả về, đáng lẽ người khác là thôi vứt đi rồi đấy, chờ rồi đi mua quan tài. Nhưng mà thôi, nhờ đức độ, nhờ tổ tiên, rồi đặc biệt là nhờ cái tình cảm của người mẹ đã truyền sang, và cháu đã sống được. Mà cháu đã nói một câu là... Nhà rồi đúng không? Vâng, ông nói đúng ạ. Ừ. Và ban nãy cháu đã nói một câu là mẹ sinh ra cháu một lần thứ hai nữa. Chính xác là như vậy. Chính xác là như vậy. Và cái ơn đối với mẹ thì không thể kể được nữa. Đúng rồi. Thế nhưng mà mình bây giờ, ban nãy cháu có nói là hiện nay cháu sống và cháu cứ nghĩ nó cứ hơi buồn buồn, nó tiêu cực. Nhưng mà cháu lại phải lạc quan lên, là rất nhiều trường hợp rơi vào những hoàn cảnh như cháu ấy, là bị gia đình bỏ rơi luôn. Bây giờ mình đi bán tăm bán chổi, thậm chí là mình đi ăn xin, hoặc là đi vào thành phố, để ra thành phố để ngồi xe lăn xe đẩy, hoặc là lê lết ở trên đường ấy để bán vé số. Nhưng mình không đến nỗi thế, bởi vì mình còn có những đứa em rất tử tế nghĩa tình. Và đấy là ông trời cho mình đấy. Ở trời người ta nói là 10 ngón tay có ngón dài ngón ngắn, nhà cháu có 3 ngón, 2 ngón kia nó dài dài thôi, mình có hơi gọi là không may mắn một tí, nhưng có 2 ngón kia nó che nó chắn cho cũng được mà. Mình cứ nghĩ thế này. Ông nói đúng là cháu biết là cái khả năng của cháu bây giờ là chỉ được vậy. Mẹ rồi. Cũng lại may ông trời cho sức khỏe cho nên còn đi làm được. Chứ còn nếu mà nhiều trường hợp là nghị lực không có, sức khỏe để không ngồi đấy mà ôm nhau mà khóc mà chết chùm chết rúm ấy, thế thì đây mẹ còn đi nước ngoài mẹ làm được, nghĩa là ông trời cũng cho mẹ một cái sức khỏe cũng như là cái nghị lực phi thường. Bây giờ bác hỏi một tí xíu nữa thôi này. Cháu suy nghĩ này, rồi ăn nói giao tiếp là nó bình thường đúng không? Thì ông tiếp xúc là ông rồi. Nghe cháu nói chuyện thì hơi chậm một tí thôi bác. Ông đang muốn hỏi một tí xíu một cái khác này. Con có rung động với một người con gái phụ nữ nào bao giờ? Có bạn gái có ước ao rằng mình cũng có được một người bạn gái, dù không đẹp như tiên, dù không tốt như Phật, nhưng mà đủ chia sẻ với mình và gánh bớt gánh nặng đi. Nói với cậu em trai. Để cháu nói luôn, thời gian có không? Có hạn đâu. Khi não bên trái mà có suy nghĩ muốn tìm ai đó thì ngay lập tức não bên phải có suy nghĩ là mẹ mà mình trả nợ thằng con bé thiếu nó dập tắt không ạ? Cho nên là mình cũng chả dám nghĩ đến, đúng không? Vâng. Nhưng mà thật sự có lúc nào trong... Từ 2016 đến nay là cháu chưa có chuyện là gần gũi với ai đó. Cháu không biết nói thế nào, nói ngắn gọn vậy. Thôi, thế này. Nghĩ đến điều tích cực, nghĩ đến những cái may mắn, ít nghĩ đến cái mất, bởi vì mất thì cũng mất rồi, thiệt cũng thiệt thòi mất rồi. Mình nghĩ đến cái may mắn, mình còn có mẹ, mẹ có nghị lực, nghĩ đến chuyện là mình có em trai lại có được ăn, được học, nên bây giờ làm công an, cũng có danh, có giá ở đời, và đặc biệt là nó lại hỗ trợ ông anh lo từ xây nhà cho thế nọ kia là may mắn. Mình mừng mừng nữa là cô em gái lấy chồng không bị bất hạnh gì, bây giờ làm ăn khá giả và gia đình cũng có hỗ trợ, cũng muốn rằng là cháu ra đấy để làm việc nọ việc kia để lấy cái cớ mà giúp bác đúng không, giúp đỡ ông anh đấy. Nhưng mà cũng trên cái tinh thần là ngồi đấy mà mình chìa tay mình ăn trợ cấp thì mình cảm thấy mình người không có giá trị. Nhưng mà ông ra... nói rất đúng rồi, cháu xin phép cho mạnh dạn cháu hỏi luôn là không phải là được nuôi này trong nuôi nọ, nhưng vì khả năng của mình bây giờ là vậy. Cháu nói với thằng em trai là anh muốn đi học nên bảo anh cứ đi học làm sao thoải mái cái tâm mà được. Cháu muốn đi học công nghệ thông tin đó không? Ồ, để có thể tự tốt quá vươn lên trong cuộc sống
ví dụ ngồi tại một chỗ không có thể đấy. Làm được á. Rồi, cháu đi học đi. Đi học đi, thứ nhất là để cho đầu óc nó thoải mái, mình mở mang ra, sau này cháu ngồi một chỗ như cháu có thể liên lạc được với cả thế giới, bởi vì mạng xã hội nó phát triển. Đúng rồi. Nhiều người ngồi xe lăn người ta vẫn làm nhà văn, nhà báo, rồi làm hiệp sĩ công nghệ thông tin, người ta cũng thiết kế phần mềm, cũng lập trình viên đủ kiểu trên đời. Cơ bản là có nghị lực và sức khỏe hay không? Tốt quá, bây cháu giờ đi bộ đội về rồi mà. Nghĩa là trước đây mình không có vấn đề gì, đặc biệt mình cũng tạm được gọi là, không tạm mà thật đấy chứ, chính là cựu quân nhân đấy. Ngày 22 tháng 12 xã kia cũng mời mình ra dự meeting cựu hội cựu chiến binh đúng không? Mình là người có chế độ chính sách. Lắm. Đúng rồi, cháu cảm ơn ông chân thành luôn. Vì cháu mà biết nghe lời gia đình khác, như cái anh học cùng với cháu bây giờ là lên phó chủ tịch xã rồi. Thôi nói làm gì, chuyện đã qua. Vâng, vâng. Mỗi người có một con đường, mỗi người có một cái lối đi riêng. Biết đâu cháu một năm sau cháu lại gọi đến khoe là cho cháu gặp ông Đinh Đoàn. Cháu khoe với ông là bây giờ cháu học xong cái bằng công nghệ thông tin rồi, bây giờ cháu đã có một cái quán, đang mở một cái quán nọ, một cái quán kia gần nhà cháu. Xong rồi là tự nhiên lại thấy có hai cô gái lại đến cứ đòi yêu cháu chẳng hạn nhá. Khi mình có giá trị thì tự nhiên Hà Nội chỗ với chị gì ở Nghệ An nó ra khuyết tật á, chị làm chủ tịch hội gọi là nghị lực sống đúng không? À, vâng đúng ông ấy đúng không? Thôi kết nối với các cái mạng đi, đi học công nghệ thông tin thì mình sẽ tham gia vào đủ các mạng xã hội. Ông là cháu nên đi học là không ở lại rồi đi kiểm tra suy sược ở nhà không? Như vậy thì ngò bó mà kiểm tra si rồi đếm bao tải si bản thân của mình không? Cháu là người quyết định, cháu là người quyết định. Nhưng trong trường hợp mà đi học thì nó sẽ có tương lai xa hơn và nó sẽ bền vững hơn. Còn thì bán si đến cái kinh công việc kinh doanh ấy, tới chính chủ người ta đôi khi người ta còn chẳng dám là nó chắc chắn. Buôn bán lúc này nó được, lúc khác nó bấp bênh đúng không? Đấy, đúng, thế ông còn thì rất đúng, vâng. Lúc nó làm ăn được thì nó vui vẻ, nó trợ giúp mình. Nhưng mà lúc mà nó cũng nhiều cửa hàng si quá, nó mở ra, nó cạnh tranh, nó làm ăn, nó khó khăn, tự nhiên nó cũng, cái sự mà giúp đỡ mình nó cũng giảm nhiệt tình đi. Mình thấy nó khó khăn, mình cũng cứ ái ngại. Không gì bằng hai bàn tay mình làm ra nhá. Thế thì trong lúc này có cậu em hỗ trợ đi học, mà nếu mà tham gia học nghề của hội người khuyết tật thì người ta dạy miễn phí thì mình lại không phải đóng học phí nữa cơ. Thế thì bây giờ kết nối thêm để mình biết có cái hội người khuyết tật, hội người thế nọ thế kia. Đầu tiên là hội người khuyết tật của huyện đi, xong đến tỉnh, thế còn lớn hơn nữa cho tính sao. Cháu báo với thằng Nghiêm nữa, hôm chưa thấy nó đến lại ấy, cho anh làm cho anh vào hội người khuyết tật Đông Sơn. Cháu hiện Đông Sơn đúng không ạ? Đông Sơn ngay thành phố thôi. Vâng. Thế thì tốt rồi. Nó làm thì đi lại thứ được, cháu chưa đi lại được á. Dạ vâng. Mình cũng có thể học online được mà. Mình một vài bữa mình đi trực tiếp, sau đấy thì mình người ta làm ở trên máy tính nhé. Khi mà đã có một cái trình độ gọi là công nghệ thông tin nhất định rồi thì người ta cũng học ở bằng trực tuyến được nhá. Tốt, đừng nghĩ đến cái mà đã mất, hãy nghĩ đến cái mình đang còn và nghĩ đến tương lai sẽ tươi sáng hơn khi mà mình có nỗ lực nhá. Vâng, xin được chúc bạn sẽ luôn có nhiều nghị lực để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em có một cô em gái họ ở đây mấy năm, khi đang học đại học ở trên Hà Nội, ở Hà Nội thì với có cùng với một chàng trai yêu nhau. Nhưng sau một thời gian thì tình yêu bị giang dở thì chàng trai đá phản bội cô ấy. Vâng. Cô ấy bị khủng hoảng tâm lý. Làm thế nào để nguôi ngoai được cái nỗi của khủng hoảng ấy để mà đến với tình yêu mới ạ? Vâng, bạn muốn hỏi làm thế nào để cô đấy có thể quên đi được cái người bạn trai cũ và đón nhận tình cảm mới đúng không ạ? Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn giúp bạn nhé. Dạ vâng ạ. Được rồi, anh Đoàn chào em. Vâng, em chào anh ạ. Đấy là cô em gái hay là cô bạn đấy em? Cô là em gái họ thôi anh ạ. Em gái họ mà tâm sự với ông anh trai họ. Em định là tìm hiểu để rồi sau đấy tư vấn cho cô em hay là làm quân sư cho các chàng trai? Tư vấn cho cô em gái của em ạ. Người chữa bệnh tốt nhất hay là người mà giúp cô ấy tháo bỏ được những cái ấn tượng xấu về các chàng trai là chính các chàng trai.
Chứ còn bây giờ mình không thể động viên là em ơi em cứ mở lòng đi, ở trên đời cũng có người nọ người kia, chứ không phải là ai cũng xấu như cái thằng lần trước đâu. Nghe vậy nhưng mà rồi vẫn cứ sợ. Thế giá như thôi thì cứ nói đây để nếu có các chàng trai nào mà nghe đài thì cũng hiểu được rằng là người ta có một cái tâm lý chung, đó là con chim trúng đạn sợ làn cây cong. Tức là đã một lần mà bị tổn thương, bị trúng một ai đó bắn nhầm vào cánh hay vào chân của mình, đau chân rồi, thì sau này chỉ cần nhìn thấy một cành cây hơi cong cong cũng đã liên tưởng tới đó là cái cánh cung hay là cái súng để mà có thể hại mình. Nhưng mà với những cái cô gái như thế này ấy, nếu chàng trai nào mà lại biết cách tìm được cái con đường đến với cô ấy thì mà được cô mở lòng và cô đón nhận tình yêu thì tình yêu nó lại tương đối bền chặt, bởi vì đã một lần vấp ngã người ta rất dễ cảm động đối với những cái tình cảm chân thành, với những cái cử chỉ quan tâm rất là đặc biệt. Việc đầu tiên thì các chàng trai phải kiên trì kiên nhẫn. Mình cứ tưởng tượng rằng là với các cô gái khác người ta sẵn sàng háo hức mở lòng, thì ở đây đã có một quá khứ như thế, cần thời gian dài hơn so với lại các cái mối tình thông thường. Cái điều thứ hai lưu ý rằng là hứa ít thôi, nói ít thôi, mà hãy thể hiện bằng sự quan tâm, thái độ, cử chỉ, hành động. Thay vì cứ nói anh yêu em yêu anh hay đêm thì nhắn tin nọ, nhắn tin kia, thì hãy nhớ rằng cô đi làm khuya hay đi làm muộn, hãy đón cô ở cổng xí nghiệp, cổng cơ quan, làm cho cô giật mình cơ. Cái hành động như thế mà là đánh gục cô gái, đánh gục về mặt cảm xúc. Cô ấy không nghĩ rằng là anh ấy phải quý, phải thương, phải để ý mình thế nào thì mới lo cho mình như thế. Đừng nói nhiều. Thế rồi là lạnh lạnh một chút như thế này, ví dụ hôm nay đang nóng, ngày mai thấy nghe thấy gió mùa đông bắc, nhắc cô ấy là mai là chuyển mùa rồi đấy, đi làm buổi sáng mặc ấm vào. Nếu có thể thì mua cho cô cái gì đó, những cái khăn, cái áo ấm. Những cái đó con gái phụ nữ đánh giá lắm, đánh giá cao lắm, bằng vạn những cái ngồi đấy mà chat với chip với lại nhắn mấy cái tin vu vơ trên Facebook hay là trên điện thoại rằng là nhớ lắm, yêu lắm. Người ta sẽ nghĩ rằng là chắc là cái anh này cũng dùng cái câu này để tán tỉnh nhiều người rồi, hay là soạn một tin rồi cùng lúc cho nhiều người, đúng không? Vâng. Ừ, thế và đặc biệt là mình đi lại đàng hoàng, không có hẹn hò thập thò gì ở cổng nhà cô ấy. Cô có thể chưa mở lòng, chứ không phải là không mở lòng, chắc là người ta cũng chẳng xua đuổi gì mình, rằng là anh về đi, anh đừng đến nhà tôi nữa, mà chỉ nói rằng là em sau một thời bị tổn thương, lúc này em chẳng còn nghĩ đến yêu đương gì nữa, em rất là buồn, cứ đến nhà chơi đàng hoàng, nói chuyện với cả bố mẹ cô ấy, thậm chí là còn chơi thân với cả anh em, rồi kể cả cháu của cô ấy nữa chẳng hạn. Thế thì dần dần để người ta thấy quen cái mặt mình ở trong nhà này. Mỗi lần mình đến chơi, dù có cô ấy ở nhà hay không có cô ở nhà, thì bố cũng biết, mẹ cũng biết, các em cũng biết. Ôi chú Tùng vào đây chơi đi, cô Lan lại đi vắng rồi. Hay là ôi chú Cường vào đi, chậm quá, Lan nó vừa chạy đi chợ, cũng ngồi đây chơi uống nước một tí nó về. Tức là người ta nói rằng là muốn yêu một cái cây thì phải học yêu cả cánh rừng. Vậy thì mình phải yêu cái cánh rừng, cái rộng ra. Thậm chí là cô đi sinh nhật bạn ấy xung phong đi cùng, làm người xe ôm không công và hòa đồng cùng với bạn cô ấy. Những cái điều đấy làm cho cô cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh mình, tin cậy khi ở bên cạnh mình. Rồi cùng với những lời vun vào của những người thân trong gia đình nữa, thấy rằng nó tốt, nó nhiệt tình, rồi nó thế nọ thế kia, sẽ có lúc trái tim của cô ấy sẽ tan chảy ra nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nghệ An. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Năm nay 38 tuổi, mới yêu lần đầu tiên, mới tìm được một người con gái rất là lý tưởng. Nhưng vì tình dự định là Tết năm nay sẽ cưới nhau, mỗi lần quan hệ rất khó để... Hiện nay thì anh có bạn gái và sắp cưới đúng không ạ? Và hai người đã có quan hệ tình dục với nhau nhưng mà rất là khó khăn đúng không ạ? Vâng. Và anh lo lắng rằng là không biết là những lần sau, tiếp sau thì có khó như thế đúng không ạ? Vâng, không. Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Alo, tôi chào bạn. Vâng, chào chị. Bạn đã từng có quan hệ tình dục với ai bao giờ chưa? Chưa bao giờ cả. Vâng, thế cô bạn gái này thì bao nhiêu tuổi rồi ạ? 32 tuổi rồi. À, cô ý, xin lỗi là trước đấy cô ấy đã có gia đình chưa? Chưa thôi.
À, cả hai người đều chưa. À, cả hai người đều chưa hả? Bạn cảm thấy nó khó ở chỗ nào? Tức là do nó bị cản trở hay là do của bạn nó không thấy thoải mái, không đạt được cái việc như mình mong muốn? Không phải mà như kiểu là một bên là to quá, một bên là nhỏ quá, nó chặt quá không vào được. À, thế hả? Chứ còn là về phía bạn là không có vấn đề gì phải không? Hai bên đều không có vấn đề gì cả. Thế tốt nhất là trong cái việc mà thực hiện cái hành vi quan hệ tình dục ấy, không có vấn đề gì liên quan tới cái vấn đề về tâm lý đúng không? Hai bạn đều yêu nhau và đều tự nguyện, đều thực hiện cái việc đấy rất là thoải mái. Thế thì ở đây có thể nó có vấn đề liên quan tới thể chất. Thế mà liên quan tới thể chất thì để thực hiện được cái việc quan hệ tình dục ý, thì đối với phía nam ý, thì dương vật nó cũng phải có đủ độ cương cứng ý. Mà tôi đã hỏi ở phía bạn thì không có vấn đề gì liên quan tới cái chuyện đó. Vậy thì còn phía bạn gái của bạn, nó có thể có một số các cái vấn đề liên quan tới cái âm đạo, nó cản trở cái việc đó. Thông thường là như vậy. Thì tốt nhất là bạn hãy nói với bạn gái của bạn đi khám sản phụ khoa đi. Bác sĩ người ta sẽ khám và người ta phát hiện ngay là cơ quan sinh dục có bình thường hay không mà. Vâng. Yeah. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Alo ạ. À. Vâng, chào bạn. Chương trình ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Trước kia tôi và anh học cùng một khóa. Học xong thì mỗi người mỗi việc ạ. Sau 20 năm sau thì nhân dịp chúng tôi đi họp hội đồng khóa thì lại gặp lại nhau ạ. Vâng. Và sau đó thì anh xin số điện thoại của tôi và nhắn tin gọi điện hỏi thăm ạ. Mới đầu thì cũng chỉ là hỏi thăm về công việc và sức khỏe và gia đình thôi ạ. Sau đó thì cũng nảy sinh tình cảm, nhưng tình cảm ở đây thì nó chỉ thể hiện trên điện thoại thôi ạ. Vâng. Trên thực tế thì chúng tôi cũng chưa hẹn hò riêng tư mà cũng chưa đi quá xa. Tôi muốn hỏi chương trình này, như thế thì có phải là ngoại tình hay không ạ? Xin chương trình hãy tư vấn giúp tôi ạ. Vâng. À, tôi muốn duy trì cái mối quan hệ này có được không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn giúp bạn nhé. Dạ vâng ạ. Chào em, năm nay là chắc là mình cũng phải 40 nhỉ? Dạ, em năm nay 42 rồi ạ. Ồ, thế à? Cuộc sống gia đình thế nào, ông xã với các cháu khỏe không, gia đình vui vẻ hạnh phúc không? Dạ vâng ạ, gia đình thì nói chung là cũng không thuộc diện giàu có nhưng cũng là khá giả anh ạ. Rồi. Cháu thì có hai cháu lớn ạ, một cháu trai lớn học đại học xong rồi, cháu đi làm rồi. Cháu gái thì năm nay đang học năm thứ ba, còn chồng thì cũng tham gia công tác xã hội ở địa phương ạ. Cái anh mà mình gặp lại sau 20 năm ấy, ngày xưa có yêu nhau không? Dạ không ạ, thế trước kia cũng chỉ là bạn học thôi. Cùng trường thôi ạ. Thật ra thế này nhá, anh cũng qua cái đoạn mà 20 năm kỷ niệm người gặp mặt sau ngày ra trường rồi. Nó cũng rất vui nhưng nó cũng rất nhiều phiền hà. Khá nhiều đôi sau cái buổi gặp gỡ nhân 15 năm, nhân 10 năm, nhân 20 năm ra trường xong nối lại xưa. Bởi vì bây giờ mình cũng đều chững chạc rồi, có công ăn việc làm, có cuộc sống gia đình rồi, con cái lớn rồi. Người ta có cái xu hướng tìm lại những kỷ niệm xưa. Nếu như tốt nhất thì nó vẫn là tình ngay lý gian. Thực ra con người ta đến cái tuổi này rồi cứ dăm ba cái nhắn tin rồi để lại lời nhắn trên Facebook rồi thỉnh thoảng gọi điện đi rủ đi uống cà phê viết ấy, người ta không chỉ dừng lại đó đâu. Dần dần thì cái hình ảnh của người đấy nó cứ ăn sâu ở trong đầu mình rồi thì mình vẩn vơ lại cứ hay nghĩ đến người đấy. Thế rồi nó ảnh hưởng đến chuyện này chuyện khác. Như anh ơi, em muốn hỏi là tức là chúng em cũng đã nhắn tin với nhau cũng là 4 năm rồi. Không phải là 1, 2, 3 tháng hay 1, 2, 3 năm. Rồi. Và với lại mới đầu thì chồng thì cũng biết thì cũng tỏ vẻ là cũng ghen. Sau đó thì là em cũng tránh thì tức là bây giờ thì em cũng chỉ có bảo anh là lúc nào nếu mà em có thời gian em chủ động được là nếu có gì thì em nhắn tin. Thì nhắn cho anh đừng nhắn. Anh không nhắn tin đến cho em vì là sợ là ảnh hưởng đến gia đình em. Không, em sợ nhất là vì bây giờ mình đang có một gia đình hạnh phúc như thế mà nhiều đúng người rồi. Đang mơ ước mà mình lại tự tay bóp bẹt thì thật ra là rất là tiếc. Thế nhưng mà quên anh thì thật sự là khó quên anh ạ. Không ai bắt quên. Vâng. Nhưng mà chỉ đổi là không tiến lên thôi. Tức là thôi, người bạn cũ cũng không nhất thiết phải cai đến mức độ như hiểu cai nghiện là chỉ có khi nào em chủ động. Anh cũng có thể nhắn tin nhưng mà
hôm nào đi đến rủ đến chơi nhà mình giới thiệu đàng hoàng, đây là ông xã em, còn đây là anh Cường ngày xưa học cùng với em ở cùng trường lớp đợt vừa rồi, anh em lại gặp nhau ở trong cái đợt giao lưu ấy, may quá anh lại làm bên môi trường cũng cùng công việc, thỉnh thoảng anh em có gì thì giúp đỡ em trong công việc nhá. Ôi ôi, thế là đường đường chính chính đàng hoàng, sau này nếu có nhắn tin nhắn tiếc thỉnh thoảng uống cà phê cà pháo, có ai người ta bảo là hôm nay thấy vợ cậu đi uống cà phê với cái ông mà đeo kính cận xong rồi tóc hơi hói, à về mà ông có hỏi Cường đó đến là mình chơi anh biết rồi đấy. Tức là không có cái gì bằng cái quang minh chính đại. Thế còn thì tất nhiên con người ta nó không phải là cái cỗ máy để mà nói rằng có chồng có vợ thì khép chặt không có mối quan hệ nào với một người khác giới, cái đấy không có đâu. Con người ta chỉ có điều rằng là mình cứ để ở trong lòng, mình nghĩ đấy là một người bạn. Nếu thực sự người đấy mà khi nói chuyện với nhau mình thấy có nhiều điều chia sẻ được thì cứ chia sẻ, chẳng có làm sao. Chỉ có thế này, nhắn tin này, thế rồi là lưu ý những cái tin nhắn, thỉnh thoảng nếu mà nhắn là có nhớ không, tự nhiên sao lại thấy cô đơn thế không biết, đêm nay ngủ tự nhiên lại mơ thấy Lan có bao giờ mơ thấy anh không, những cái kiểu ấy là mình phải stop ngay, dừng lại ngay. Anh ơi, anh đừng nhắn tin thế này, chồng em mà biết hoặc vợ anh mà biết thì chết. Thế hoặc là mình có lúc nào rảnh em muốn là rủ Lan đi Đồ Sơn cho nó thoáng, cho nó mát chẳng hạn thì mình cũng không đi. Mình biết thừa rằng đi Đồ Sơn làm gì rồi, hay rủ đi nhà nghỉ tâm sự cũng không tâm sự. Lúc nào cứ đến chơi nhà em, cà phê, cà pháo cũng được. Đấy. Thì mình là cái người chững chạc rồi, cũng không đến nỗi như các em 17, 18 để mà có thể dại dột hay là làm cái điều gì đấy không hay. Tuy nhiên hãy cảnh giác con người ta, đôi khi cảnh giác không phải với anh ấy, cảnh giác với chính cái lòng mình ấy. Lúc buồn buồn cô đơn thì thấy hôm nay anh cứ khen mình xinh, thế mà chồng ở nhà toàn bảo là mình chỗ này béo ra với xấu với đen, thế là tự nhiên lại nghĩ đặt hai người lên bàn, lên cân, lên so, lên sánh. Công nhận ông ấy cũng ăn nói dẻo mỏ rồi thế nọ thế kia, nó không hay ra. Muốn tìm được một người bạn chi phí để mà chia sẻ thì rất là khó. Thế mà em cũng coi họ như là một người bạn tri kỷ thôi, để có những cái lúc có công có việc hay có những cái chuyện buồn chuyện vui để muốn chia sẻ, mà có những cái mà không thể nói với chồng hoặc không thể nói với bạn bè thì có thể chia sẻ cùng anh thôi. Người bạn rất tốt, cũng quý không kém gì là người chồng. Tuy nhiên thì luôn luôn em muốn duy trì lâu dài có được không anh? Đấy, muốn lâu dài hãy công khai thì sẽ được lâu dài nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bình Định. Alo. Dạ, em hỏi anh này, 20 tuổi, kết hôn được 4 năm và có một em bé. Một năm là trở lại đây. Giờ em xét nghiệm mới phát hiện virus viêm gan B ấy chị. Vâng. Giờ này muốn xin em bé thứ hai á, có ảnh hưởng gì tới cái bệnh của người Mỹ truyền qua cho con không? Có ảnh hưởng gì cái qua đường tình dục của tối viêm không chị? Vâng. Ở câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Ừ, chị chào em. Dạ, em chào chị. Ừ, chị nghe rõ câu hỏi của em rồi. Hiện nay thì con đầu của em được mấy tuổi rồi em? Dạ, con đầu được 3 tuổi rồi chị. Thế à? Ừ. Em bé sinh ra thì có được tiêm viêm gan B không? Dạ, em bé sinh ra không bị viêm gan B chị. Mà một năm trở lại đây này, vợ em đi xét nghiệm méo á. Phát hiện là dương tính như virus viêm gan B. Ừ, một năm mới kiểm tra chứ còn trước, cái lúc sinh em bé trước thì người ta không kiểm tra à? Hay là kiểm tra rồi không có? Dạ, chưa kiểm tra chị. Mới kiểm tra một năm trở lại đây. À, mới kiểm tra một năm trở lại đây. Cũng nhiều người có mang virus viêm gan B mà, và người ta cũng chẳng có cái biểu hiện lâm sàng gì cả. Chính vì thế nhiều khi đi xét nghiệm ý, có thể là xét nghiệm định kỳ, có thể là khám sức khỏe thì người ta mới phát hiện ra là nhiễm virus viêm gan B, nếu như không có những cái triệu chứng viêm gan B cấp ý. Theo chị thì thế này, mình chẳng phải lo lắng gì cả nhá. Em đã đi kiểm tra xem em có bị nhiễm virus viêm gan B chưa? Dạ, em đi kiểm tra em chính vừa là em âm tính. Ờ, thế thì tốt rồi. Ừ, thế thì tốt rồi. Thế thì không có vấn đề gì nhá. Cứ sinh con bình thường mà nhá. Khi em bé sinh ra ấy thì tốt nhất là mình nên sinh ở cái bệnh viện, em ở Bình Định đúng không? Em sinh ở bệnh viện thành phố ấy. Thế và khi con sinh ra, người ta sẽ tiêm cho con một liều huyết thanh kháng viêm gan B. Rồi con sẽ tiêm cái vaccine phòng viêm gan B trong chương trình tiêm chủng mở rộng, thì con sẽ được miễn dịch với bệnh viêm gan B.
nhá. Ừ. Dạ. Còn em nó có ảnh hưởng gì không chị? Em đã được tiêm vaccine rồi thì không có vấn đề gì. Đúng là nó là bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhưng em đã xét nghiệm rồi và xét nghiệm âm tính, và em đã tiêm vaccine rồi thì có nghĩa là em có miễn dịch. Thế có điều là phải tiêm đúng cái lịch tiêm chủng nhé. Tức là phải tiêm đủ 5 mũi. Dạ, mà cho em hỏi thêm là như cái bệnh của vợ em có thể có khả năng chữa hết không chị? Bây giờ nó có triệu chứng lâm sàng gì đâu mà chữa. Còn đã có virus ở trong người rồi ấy, thì không hết được. Dạ. Ừ. Dạ, hôm trước thì em bà con nấu viêm lúc đó. Quyền bệnh nguyên B cấp tính nó biểu hiện ra là vàng da đó, mà vô bệnh viện của quân đạo là nó chữa giúp chị. Nó chỉ hết cái đợt viêm gan cấp đấy thôi nhá. Nhiều người lắm mà, Việt Nam 20% là có virus viêm gan B ở trong người mà không có triệu chứng lâm sàng mà em. Chính vì thế là mình chỉ cần có một cái chế độ sinh hoạt, chế độ làm việc, chế độ dinh dưỡng rất là tốt thì nhiều người sống chung với nó có làm sao đâu nhá. Ừ, thế đừng lo lắng quá nhé. Em cảm ơn chị. Ừ, chị chào em. Vâng, chào bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hà Nội. Alo. Dạ, alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em đang vân vân giữa hai người đàn ông ấy. Một anh là ở Thanh Hóa và một anh cùng vừa cùng xã với mình. Thì cả hai này đều lập gia đình. Và một cái anh ở Thanh Hóa thì anh ấy là có một đứa con. Còn cả anh cùng xã với mình thì anh ấy hai con rồi, thì em đang vân vân không biết là lựa chọn anh nào ấy. Thì em muốn gọi điện lên chương trình là theo cho em một lời khuyên ạ. Vâng. Câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn và cho bạn những lời khuyên nhé. Dạ. Chào em. Dạ vâng, em chào anh ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em năm nay 26 rồi ạ. 26, mình đã xây dựng gia đình lần nào chưa? Dạ, em chưa ạ. Thế hả? Em công ăn việc làm hiện nay sao, sống ở cùng với ai? Em là ở Hà Nội và em ở nhà làm đồ gỗ ạ. À, làm đồ gỗ này. Cái anh ở Thanh Hóa thì anh đang làm thợ nhà em. Ừ. Thì anh ấy cũng biết là hoàn cảnh gia đình nhà em như thế nào và anh ấy cứ thế là anh nhắn tới. Em ơi, cả hai anh này đều ly hôn vợ, mất vợ hay là vẫn còn đang có vợ? Cái anh ở Thanh Hóa thì anh ấy là hiện tại là anh ấy đang ly thân. Ly thân, ừ. Còn cái anh ở trong xã với em ấy thì là anh bỏ vợ xong xuôi rồi ạ. Bỏ xong xuôi. Trước hết thì nói về cái anh Thanh Hóa, ly thân chẳng là cái gì cả. Ly thân nghĩa là về mặt luật pháp họ vẫn là vợ chồng. Chồng đi làm ăn xa thì gọi là ly thân. Ly thân tức là ngày không ăn cùng nhau, tối không ngủ cùng nhau, thì gọi là ly thân. Một cái định nghĩa rất là đơn giản thế, đúng không? Nhưng mà họ có một đứa con, anh vẫn đi làm, tháng tháng vẫn gửi tiền cho vợ con ở quê. Rất có thể là trong lúc đơn côi, xa vợ, anh ấy khao khát có người gần gũi. Và anh ấy thấy là mình cũng chững chạc rồi, và có vẻ là qua cái tiếp xúc hàng ngày thấy mình cũng dễ mến, dễ thương. Thế là anh cứ lấn tới. Và cái lấn tới của anh rất nguy hiểm, vì là anh ấy chả có mất cái gì đâu. Vợ vẫn còn, con vẫn còn. Nếu mà mình mà đầu hàng là mình mất thôi, chứ còn anh ấy thì chẳng làm sao cả, đúng không? Thế cho nên với cái anh Thanh Hóa ấy, phải cương quyết khôn khéo từ chối, nói rằng anh đang có gia đình, vợ chồng anh ly thân, vân vân nhá. Thế còn cái anh cùng xã, em biết hoàn cảnh của anh ấy đúng không? Dạ vâng ạ. Vợ chồng là bỏ nhau đàng hoàng rồi. Dạ. Hai con bây giờ đang sống với anh và anh là gà trống nuôi con. Dạ. Anh ấy cuộc sống thế nào, tính cách ra sao? Thường thì em hay đi qua nhà anh ấy thì em thấy anh ấy là một người đàn ông rất chững chạc và một người đàn ông biết thương vợ, thương con. Nói chung là cái gì anh, mọi mặt anh ấy đều được ạ. Rồi, mọi mặt đều được. Tức là em đi qua nhà anh cho em thấy cái cảnh thế và mình động lòng thương, chứ không phải là anh đang tấn công mình, đúng không? Cái anh cùng xã với em thì là anh ấy là cũng lên nhà em mấy lần rồi á. Ừ. Nó bằng một cách chính xác hơn là anh ấy lên nhà em từ hôm 20 tháng trước đến giờ là cũng được nửa tháng rồi ạ. Rồi. Và em có mở lòng với anh ấy không? Anh đến chơi chắc là cũng có mục đích ý nghĩa, chứ không phải chỉ đến chơi thăm bố mẹ em, đúng không? Vâng ạ. Mình thì cũng hiểu là anh ấy đến để thăm dò mình. Em phản ứng, em đáp lại thế nào? Bây giờ là nói thẳng với anh là trước mắt em chưa có suy nghĩ mà cũng chưa có ý định là đi lấy chồng. Ừ.
Em đang có dự định là làm giàu thêm độ 1 đến 2 năm nữa. Ừ. Thì nếu mà anh có đợi được em 1 đến 2 năm nữa thì lúc đấy em sẽ tính. Ừ, eo thế hả? Kiên quyết thế. Còn bây giờ mà anh bảo em, anh vào nhà em mà anh hỏi em đúng cái anh bảo cưới thì anh cho em xin lỗi. À. Thì anh ấy vào nhà em đến hôm vừa được 10 hôm thì em bảo như thế. Nhưng từ hôm đấy đến giờ anh ấy vẫn kiên trì anh ấy vào ạ. Tốt. Em ạ, thế này này, cái việc mình nói thế thì nói thế. Cái tình cảm, cái tình yêu nó nảy nở lúc nào mình không thể biết được. Nếu như theo như các cụ nói thì nó là hợp duyên, nhưng mà thực ra thì là rồi đi lại nhiều rồi nó nảy sinh tình cảm. Em cũng đã thấy anh là người chững chạc, bây giờ có rất là quan tâm, có trách nhiệm với gia đình vợ con. Anh ấy đã đàng hoàng đến là gọi là thăm dò tìm hiểu mình. Mình cũng đã nói thẳng rằng là để 2 năm nữa để em còn làm giàu, mà anh vẫn đi lại, chứng tỏ rằng anh cũng không phải là người nóng vội. Bởi vì anh cũng đã từng có vợ, cũng từng có con, chắc là cũng không vội gì lắm. Anh cũng nhất trí với cái kết luận của em, cho nên là anh ấy sẽ đi lại. Thế thì hiện nay em ra được những cái đối tượng khác thì không có nói làm gì. Nhưng nếu chỉ có hai người mà làm cho em phải lăn tăn suy nghĩ, thì cái anh mà đang ly thân vợ mà ở xa, mà cứ mặt dạn mày dày để xông vào nhà em ấy, hãy bỏ ra khỏi cái sự quan tâm của mình. Bởi vì rất là dễ như là chơi với dao, rất dễ đứt tay. Thế còn thì cái anh ở cùng xã ấy, hãy mở lòng. Mình cũng không nhất thiết phải cứng quá, nhưng không nhất thiết là phải ngay hỏi thăm quan tâm đến anh ấy, rồi quan tâm đến những bọn trẻ nhà anh ấy. Rồi anh ấy đến chơi thì cũng nói chuyện công việc, rồi nói chuyện tình cảm. Trước là cho anh một cơ hội, hai nữa là cũng cho bản thân mình dần dần rồi thấy cảm mến nhau. Có khung đến lúc mà có khi chính em là đòi cưới trước ấy, ví dụ thích quá rồi là thấy bảo là bữa trước thì em bảo 2 năm, nhưng bây giờ thì em chỉ sợ rằng là nếu mà để lâu thế em sợ em mất anh có thể thu xếp đám cưới sớm được không ấy, không nói trước cái gì được đâu nhá. Thế thì tạo điều kiện đi, mình cũng trưởng thành rồi, cũng trưởng trạc rồi, làm giàu thì làm suốt đời, nhưng cái chuyện cái duyên, cái số, cái chuyện hôn nhân, gia đình, tình yêu, lúc nào nó đến mình phải nhạy cảm để mà giang tay đón nhận nhá. Cái này là cái nếu như anh ấy một con anh ấy mà để cho chị nuôi á, thì em có thể chấp nhận ngay được, nhưng giờ mà em đồng ý với anh ấy á, tự nhiên em về một nách em hai đứa nữa, em không biết xoay sở như nào. Từ trước đến giờ em chưa là em biết chăm trẻ con ấy. Rồi cái đấy thì mình còn suy nghĩ lại, đến lúc mà mình yêu bố nó thì tự nhiên yêu luôn cả các con. Hai nữa là anh ấy có một mình, bây giờ gà trống nuôi con mà người ta còn xoay sở được, thì em có vào cùng với anh ấy thì cũng ghé vai gánh đỡ một chút thôi, chứ không phải mình em xoay sở nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo. Alo, xin chào chương trình ạ. Vâng, chào anh ạ. Câu hỏi của anh là gì thế ạ? Tôi có một cháu gái, cháu bị bệnh đau ấy. Là nó thì thiểu năng phần hoàn não, nhưng mà cái mức độ nhẹ thôi. Mọi các vấn đề cháu nó phát triển bình thường, nó chỉ về cái trí tuệ của nó kém, nhưng về cái sinh lý phát triển năm nay cháu nó 19 tuổi. Bây giờ cháu nó đến cái tuổi trưởng thành, nó rất là ham muốn đàn ông. Thế mà cái việc quản lý của gia đình là cả một cái vấn đề rất là khó khăn, vất vả là một. Cái thứ hai nữa mà như các nước phát triển ấy, thì theo tôi được biết là những cái đối tượng như thế là người ta không cho, tức là cho sinh ấy. Thì muốn nhờ chương trình và xin chuyên gia của chương trình tư vấn xem trong cái trường hợp của con gái tôi như thế thì có thể cho cháu làm mẹ được không, và nó làm mẹ thì liệu nó có, cháu nó có sẽ bị ảnh hưởng cái gì về cái việc trong cái tương lai của con gái của cháu sau này không ạ? Vâng, câu hỏi của anh thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình, sẽ tư vấn giúp anh nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, tôi chào anh. Dạ chào chị ạ. Đúng là rất là thông cảm với gia đình. Con mà nó đã chậm phát triển về mặt trí tuệ, lại là con gái nữa, đâm ra rất là phức tạp anh nhỉ. Dạ. Vâng.
Về thể chất của con thì vẫn hoàn toàn bình thường đúng không? Vâng, vâng ạ. Đến tháng các thứ thì vẫn như những người khác hả? Vâng, vẫn như một người phụ nữ bình thường ạ. Vâng, con bây giờ nghe nói hiểu thì là con biết, nhưng mà con có nhận thức được không? Có tự nuôi sống được mình không? Tức là tự nuôi sống được thì cháu nó không thể thế tự nuôi sống được, mà cháu nó cũng nằm vào cái... tức là theo cái chế độ thì làm là bệnh đau, nhưng mà thực ra mà nói là nếu mà về cái thế hệ, tức là cháu nó cũng có cái nhiễm chất độc da cam ấy, tức là cháu liệt sĩ. Vâng, thế nhưng mà cái điều đó thì cũng không nói đến, nhưng mà mọi các cái vấn đề thì thực ra mà nói vào nuôi sống cuộc sống của cháu thì nó cũng không tự vận động, mà gia đình bây giờ cũng đang phải tất cả phải lùa cho cháu hết. Đúng rồi. Thế nhưng chỉ có mỗi một cái mặt đấy, trên chuyên gia, trên chị tư vấn, tức là cái chỗ là tức là bây giờ cái về cái sinh lý thì cháu nó phát triển bình thường ấy, mà nó đến cái tuổi này nó rất là ham muốn đàn ông. Và trong một cái thời kỳ vừa rồi đấy thì tức là cái thanh niên tài làng nó cái nhận thức không kém, thế là nó cũng đã quan hệ tình dục với cháu một lần, nhưng mà cháu không mang thai. Khổ thân. Vâng. Nhưng mà rất là mong muốn là rất chương là trình lo ngại tạo. Nhưng mà như chị chuyên gia thì xin chương trình tư vấn giúp cho gia đình ạ. Thực ra phải nói với anh rằng là khi cháu đã 19 tuổi ấy, thì cái ham muốn về nhu cầu tình dục không phải chỉ có cháu đâu, mà tất cả các bạn đều có hết mà. Chỉ có điều là nếu các bạn ấy bình thường, tâm lý của các bạn ấy không có vấn đề gì, thì các bạn ấy biết kìm chế, biết điều tiết, và sau này sẽ có những cái hành vi tốt thôi. Chứ còn con mình thì nó hơi khiếm khuyết một chút. Chính vì thế mà nó rất dễ bị lợi dụng, hay nói cách khác là nó bị lạm dụng. Theo tôi thì thế này, cái việc cân nhắc là có nên để sinh con hay không thì phải vô cùng là cân nhắc. Cái việc nối tiếp một cái gen nữa hay không, hay nói cách khác là cái bệnh này nó có di truyền hay không ý, thì tôi cũng không thể trả lời anh được. Bởi vì muốn biết được là nó có nằm trên cái nhiễm sắc thể để có thể di truyền sang hay không, thì người ta phải làm những cái xét nghiệm rất là chuyên sâu. Những cái xét nghiệm gen người ta mới có thể trả lời cho anh, cũng không thể chắc chắn được là nó có di truyền hay không. Bởi vì có rất nhiều bệnh hiện nay người ta cũng không dám khẳng định là như vậy. Nhưng để sinh ra một đứa con, anh cũng đã biết rồi, nuôi dạy nó cho nó phát triển bình thường, cho nó trở thành người bình thường, ở những người bình thường đã vô cùng là khó khăn rồi. Huống hồ ở một cái người như con anh ấy, thì cái sự vất vả của gia đình anh rồi những cái khác nó sẽ tăng lên rất nhiều lần. Tôi nghĩ là như vậy. Chính vì thế mà cái việc để cho con có thể có con hay không là gia đình phải vô cùng cân nhắc anh ạ. Hai là hiện nay thì đúng như anh biết, tức là có rất nhiều những cái trường hợp mà chúng tôi gặp, những cái trường hợp như vậy không phải là đau mà là những cái bệnh khuyết tật về tâm lý, về thần kinh khác ấy, là cũng là những cái gánh nặng cho gia đình rất là lớn. Kể cả chuyện chăm sóc những cái bạn này khi các bạn ấy đến kỳ, đến tháng, rồi để cho các bạn ấy không có thai ấy. Theo tôi thế này, trước mắt thì dù sao con cũng có 19 tuổi, cho dù có muốn mang thai, có muốn làm mẹ đi chăng nữa thì tại thời điểm này chắc là chưa làm được cái việc đó, đúng không anh? Dạ, vâng. Thế và để bây giờ để tránh bị lạm dụng thì mình cũng không thể canh mình con mình 24/24 giờ được, mình còn phải đi làm, thế rồi mình lại còn phải lao động để mà nuôi chính bản thân nó nữa. Vì thế theo tôi có lẽ mình phải nên áp dụng, chủ động áp dụng biện pháp tránh thai anh ạ. Trong trường hợp như của con này thì áp dụng biện pháp tránh thai bằng thuốc tránh thai là tốt nhất, cái thuốc tránh thai hàng ngày ạ. Thế nhưng mà cái thuốc tránh thai hàng ngày này thì lại đòi hỏi phải có một người để mà hỗ trợ cho con, bởi vì cái đó phải uống hàng ngày, hoặc là có thể dùng thuốc tránh thai bằng đường cấy hoặc là bằng đường tiêm đều được ạ. Anh đưa con đến trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản ấy, của thành phố cũng được anh ạ. Thì ở đó các bác sĩ người ta sẽ khám cho con anh. Làm bất cứ cái gì thì đều phải khám hết. Thế và người ta sẽ kiểm tra sức khỏe cho con. Sau đó thì người ta sẽ tư vấn cho anh là cái cách áp dụng cái biện pháp tránh thai nào để cho nó an toàn nhất cho con. Và nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới cái cuộc sống của con cũng như là của gia đình.
Phải như thế anh ạ, chứ nếu để không ấy, mình để không như thế này thì cái nguy cơ mà sinh ra những cái đứa trẻ không cha khác, rồi không biết là nó lại có di truyền cái bệnh đau này cũng như những cái bệnh mà do nhiễm chất độc da cam nữa không, thì trong trường hợp của con là cái nguy cơ rất cao. Và lúc đó thì thực sự là gánh nặng cho bản thân bạn ấy, cho gia đình rồi cho xã hội, nó là cả một cái câu chuyện rất là lâu dài. Vâng. Nhá, thế anh cho con đi đưa đi sớm đi. Em xin hỏi chương trình, hỏi chị. Thế nhưng mà như cháu đấy thì nó qua cái tầm cái tuổi nó đòi hỏi cái sinh lý đó đi, mà nếu mà thì nó có thể nó tầm khoảng độ 25 trở đi thì nó có đòi hỏi, hay là nếu là người phụ nữ bình thường thì nó vẫn cứ phải đòi hỏi cái đó? Tôi nói với anh rằng cái đời sống tình dục của phụ nữ nó sẽ phải kéo dài tới khi người ta mãn kinh thực sự. Có những người vẫn còn có nhu cầu tình dục mà. Chính vì thế nó có thể kéo dài tới 50, hơn 50, thậm chí 55 tuổi nó vẫn còn có cái nhu cầu đó. Chỉ khi người ta mãn kinh thực sự thì cái nguy cơ không có thai nó mới có thể là không có. Nhưng mà vì con anh cái về cái mặt nhận thức của nó rất là khó khăn hơn người khác, cho nên nó không biết tự bảo vệ mình. Vì thế mà tôi muốn nói với anh một điều rằng là ở đây mình không xác định tới cái chuyện là bao giờ nó sẽ hết cái nhu cầu quan hệ tình dục. Ở những người bình thường còn khó kiểm soát, ở con anh càng không kiểm soát được. Và khi không kiểm soát được lại cộng với cái bị lợi dụng, bị lạm dụng như vậy nữa, thì những cái rủi ro rất lớn, không phải chỉ là có thai mà còn là mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thậm chí mắc những cái bệnh nguy hiểm khác nữa, nó rất là khó. Vì thế trước mắt tạm thời thì hãy đưa con đi đến trung tâm để người ta sẽ tư vấn cho mình một trong cái nguy cơ đó là có thai ngoài ý muốn đã nhé. Vâng. Em cảm ơn chị, cảm ơn chương trình dành cho gia đình một cái tình cảm rất là quan tâm đến mặt xã hội. Chúc sức khỏe chị và chúc sức khỏe chương trình. Vâng, cảm ơn anh nhé. Vâng, chào anh, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo. Alo, em đây chị ạ. Vâng. Năm nay chị ở ngoài 50 rồi. Chung cư là cháu nội cháu ngoại có rồi, cũng nên ông nên bà cả rồi, mà chúng em làm ăn thì không nên nổi gì. Nhưng mà em thì nói thật với chị là bố mẹ chết hết rồi, mà giờ có ông chồng thì sống thì ông cũng tham gia công tác nọ công tác kia đầy đủ, mà em thì cũng vào đảng rồi, cũng làm công tác đoàn. Nhưng mà giờ kiểu như tuổi này mà nhiều lúc nó cứ xúc phạm em, cứ gọi bố gọi mẹ nó kiểu, rồi gọi anh gọi em, mà bố mẹ chết thôi hết rồi, mà em mà chỉ cần mà nói một lời nhỏ cái mà có khả năng là nó thượng cẳng chân hạ cẳng tay, kể cả dao búa gì là nó ném vào mặt. Thế là nhiều em bức xúc mà ngầm nghĩ nhiều, giá mà ở một cái hòn đảo nào hai chủ hai vợ chồng em nói, nhưng mà đây thì nói thì không bao giờ nó nghe cả. Chung cư thì nó là nhất thống, mà em cũng xấu hổ với dân với nàng rồi, sợ tan cửa nát nhà, mà em không dám nói, mà nói không nói thì nó ức chế, thì nó ức chế thần kinh với tư tưởng. Mà em bây giờ bệnh tật nó lại yếu, người nó yếu, mà nó cứ hơi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng mà em người em nó đã choáng váng hết ra rồi. Sự việc là như vậy, giờ bỏ nhau chẳng bỏ được, mà sống như vậy thì nó khổ lắm. Nhiều lúc em đã gấp quần áo mấy lần, em gấp quần áo bỏ em đi, mà em vào cái chùa cái tiền em ở thì một thời gian nó thanh thản, mà rồi nó cứ xấu hổ với dân với làng, vì con vì cái em đi nó không thành gì. Vâng. Cho ý cho em một lời khuyên để cho em tư tưởng em nó đỡ đau đầu, nó đỡ khổ đi chứ. Vâng. Câu chuyện của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho chị nhé. Rồi, xin chào chị ạ. Vâng, em chào em. Này, cái việc mà ông ấy nảy sinh trái tính tay, trái nét này là gần đây hay là suốt mấy chục năm qua? Cũng cứ càng ngày càng quá ra. Ngày xưa thì vợ chồng vất vả làm ăn thì nó lại không sao. Giờ thì anh bảo là cháu nội cháu ngoại có rồi, nên ông nên bà rồi, kinh tế em không đến nổi. Mà chồng mà chồng mình mà lại dựng hẳn một câu chuyện không có, mà dựng ngược cho em câu chuyện có thật. Rồi rồi, thế này này, ông ấy có nghiện rượu nghiện chè gì đến mức độ mà uống nhiều quá là người nó cứ tơ lơ mơ, rồi đầu óc nó không tỉnh táo, thiếu minh mẫn không? Không đâu anh, không đến mức độ vậy, người không đến nổi. Nói mà
người ngoài mà đến mình cũng nói cười vui vẻ hòa nhã lắm. Rồi, rồi. À, hỏi thêm một cái câu này hơi nhỏ một tí nhưng mà phải trả lời thành thật này. Vâng. Ông ấy là mình là ngoài 50 đúng không? Cũng ngoài cũng ngót 60 rồi anh. Ngót 60. Ông ấy thì 60 chưa? Đến rồi, còn em thì ngoài 50. Rồi. Thế gần đây lâu nay cái chuyện mà quan hệ vợ chồng có còn duy trì được tí nào không? Còn ít này, em bị bệnh tiểu đường cho nên là em uống nhiều thuốc như này. Em là em ảnh hưởng cái thận nó từ lúc còn nhỏ cho nên là chắc em nó cũng kém cái đấy nhé. Thật nhưng ra thế này này, hỏi thế bởi vì tôi cũng làm tư vấn trong nhiều năm và cũng khá nhiều trường hợp là những ông chồng khi tuổi chững chạc lên một tí thì hay nảy sinh bẩn tính rồi khó tính khó nết. Khi mà tìm hiểu căn nguyên ra thì một trong những yếu tố đó là không hòa hợp cái món kia của hai vợ chồng. Ông thì vẫn còn ham mà bà thì mệt rồi, thế rồi là cứ né, cứ tránh, nay đi bế cháu ngoại, mai đi bế cháu nội, hoặc là đụng vào thì ngại rồi vân vân. Thế và ông thì bức xúc và người ta nói là đã bực ở trong người thì hay đá thúng đụng nia, không ưa thì dưa có giòi gây sự. Thế xong mình thì lại còn xinh xinh nữa, đi ra đường mọi người cứ khen trẻ nữa thì nổi thêm máu ghen. Thế là cứ cái nọ nó xỏ cái kia, chứ mà làm được hòa hợp được cái đời sống tinh thần cũng như là đời sống vợ chồng ấy là nó cũng nhẹ đi rất là nhiều nhá. Những ông những bà vợ mà khéo léo mà chăm được cho ông chồng ăn vừa no cơm vừa vui vẻ được cái kia là ông hiền ngoan lắm, toàn đòi chở vợ lên phố huyện chơi thôi. Đấy là một ý để không phải nhất cả nhưng cũng là một thứ để mình lưu ý. Em không biết phân giải ngay được, nói với chị mấy em sợ chị em đau lòng nói như rồi. Bên nhà chồng thì tôi hổ bên nhà chồng, em không dám nói ngay này, nói không đến mức độ như anh nói còn là không còn một tí nào nữa. Nhưng mà sao mà lại vậy, anh lại sống với nhau mà anh nó đầu gối má kề với nhau, ăn uống với nhau hàng ngày mà tự dưng mà anh bảo mình dựng hẳn một câu chuyện nói xong mà em chỉ cần nói nặng một cái là bất kể một cái gì nó gọi em là con bị náo tét như con biếm nó kia, mà em không dám cãi lại. Thực ra thì sống được vui vẻ, cố gắng chung sống với lũ mới là tốt, chứ còn buông xuôi thì dù buông đi đâu. Không đến nỗi quá kinh khủng nhưng mà cần phải điều chỉnh cuộc sống. Cái việc mà mình đừng có nghĩ rằng là mình không có gì ông dựng đứng chuyện ấy. Thật ra ông cảnh giác từ xa để phòng dựng chuyện như thế để cho mình thấy xấu hổ, mình sợ sau này ví dụ mình cũng chả dám đứng ngồi cười nói với ai, bởi vì ông ấy thấy hơi lo lo cái chuyện gì đó. Cái điều thứ hai nữa là mình nói rằng mình cứ sợ rằng là mọi người bà con làng xóm láng giềng cười, rồi sợ các con nó ảnh hưởng tới danh dự, rồi mình nghiến răng chịu đựng. Thực ra thì trong cái chuyện bạo lực gia đình ấy, càng cam chịu thì phía kia càng lấn tới. Chưa bao giờ cái sự nhẫn chị nhịn mà lại mang lại kết quả đâu. Nhẫn nhịn ở trong một cái sự việc cụ thể, chẳng hạn như một buổi cãi nhau hay là một cái cuộc tranh luận gì đó, mình thôi mình lùi lại một chút để cho nó yên ắng, rồi sau đó thì bình tĩnh trở lại nói chuyện với nhau. Chứ còn cả cuộc đời mà nhẫn nhịn thì không được. Chuyện này lôi kéo các con vào bạm cái gì đến súng ống dao gậy gì mà đánh đuổi mình nhá. Mình cũng còn có chị em, mình cũng hoạt động xã hội đúng không? Hội phụ nữ rồi đoàn thanh niên rồi cụm dân cư rồi bác trưởng thôn rồi bác bí thư rồi còn có người nọ người kia. Sĩ diện làm gì, xấu hổ làm gì, cảnh gia đình mình thế nào người ta biết. Đặc biệt là khi có các con. Các con nó biết rằng mẹ đang bị bạo hành, mẹ đang rất là khổ. Thì rất có thể để sau đấy người ta mới các con mới bàn rằng là nếu bố như thế này á, chúng con sẽ đón mẹ về ở cùng với nhà con để mà mẹ vừa là trông cháu vừa là cũng để chăm cho mẹ, chứ mẹ vất vả nhiều lắm rồi. Hiện nay ở với bố cứ toàn hành mẹ thế này. Các cháu nó nói một câu bằng vãn mình nói nhá, không im lặng được, không lùi bước được. Tất nhiên không phải đi ra ngoài đường để kể bô lên, nhưng mà trong gia đình những người thân yêu nhất phải nói. Có hai hướng, một là lưu ý chung sống với lũ chứ không buông xuôi, bạn không ngồi mà ước ao cái chuyện gì ở đâu ra xa. Việc đầu tiên người ta dạy rằng là hãy cứu lấy mình trước tiên, sống cho vui vẻ, chia sẻ với các con, lấy con cái cháu chắt làm niềm vui. Các cháu phải biết bà đang sống khổ sở như thế nào để nếu có trường hợp gì đó các cháu nó còn ứng cứu. Cái điều thứ hai là lưu ý trong cái cuộc sống vợ chồng. Làm sao người đàn ông đến tuổi này hai người cũng đã đều nghỉ cả rồi, rất là quấn quýt ở bên nhau, làm sao để cho ăn no ngủ kỹ rồi nhiều việc để chia sẻ cùng nhau, tránh những cái bức xúc không đáng có nhé.
Và bây giờ thì chương trình Cửa sổ tình yêu sẽ được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Giang. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Cho cháu hỏi là bây giờ những cái tình trạng của cháu này thì cháu không biết nghĩ chọn đường nào. Bây giờ cháu muốn hỏi chương trình là muốn cho cháu một cô giải đáp. Vâng, tình trạng của bạn là tình trạng như thế nào? Bạn trình bày tình trạng ấy đi. Tình trạng của cháu là cháu thì lấy chồng từ năm 17 tuổi cơ. Vâng. Thế là đẻ con cũng từ năm 17 tuổi. Vâng. Thế rồi hai vợ chồng, lúc con được 3 tuổi thì hai vợ chồng chia tay. Vâng. Chia tay rồi là chia tay một thời gian thì cháu lại quen được anh chàng Trung Quốc thì lại đi sang bên Trung Quốc lấy chồng. Thế là lấy anh chàng Trung Quốc thì cũng có một đứa con rồi thì bây giờ là cháu không muốn ở bên đây nữa, cháu muốn quay về Việt Nam thì lại bỏ hai bố con ở bên đấy, cháu cảm thấy cũng xót quá. Bây giờ là bạn đang gọi điện từ Việt Nam hay từ Trung Quốc vậy? Việt Nam. Ừ, tức là bạn đã về bên này rồi đúng không? Về bên này, về với mẹ đẻ rồi mà đem cả một đứa con trai của chồng trước cũng đem về nữa rồi. À thế à, tức là bây giờ là con của bạn với người chồng Trung Quốc là vẫn đang ở bên Trung Quốc à? Đứa con ở bên Trung Quốc thì vẫn ở bên đấy, còn đứa con mà của chồng ngày trước kia ở Việt Nam thì lại đưa về Việt Nam rồi. Rồi, thế bây giờ cái người chồng hiện tại ở Việt Nam của bạn là như thế nào? Anh ta lấy vợ chưa? Anh đấy cũng lấy vợ, cũng có gia đình rồi. À, thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Cháu chỉ muốn mong muốn là bây giờ cháu muốn chọn anh chàng ở bên Trung Quốc hay là về ở Việt Nam. À. Nên bỏ hay là không nên bỏ? Tức là có nên bỏ cái chàng trai Trung Quốc không, đúng không? Mặc dù đã có với người ta một đứa con và cái đứa con ấy thì đang ở với bố nó ở bên Trung Quốc. Bạn lấy nhau với anh chàng người Trung Quốc có đăng ký kết hôn đàng hoàng không? Có đăng ký kết hôn đàng hoàng. À thế à. Rồi, chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng. Em ơi, thế điều gì lại khiến em đi về Việt Nam? Điều là cái điều mà thằng con lớn của em là em đưa sang đấy là nó bướng bỉnh, nó không nghe lời. À. Nó lại không chịu học hành nữa, đâm ra là nhiều lúc em nghĩ là nó lại con riêng của mình, nó nghe lời sợ chồng đấy không thương, không thương thật lòng. Đâm ra thì em lại muốn nghĩ là đưa nó về Việt Nam ở với ông bà ngoại, thế nhưng mà đưa về ở với ông bà ngoại rồi thì nó lại nhớ bố dượng của nó và nhớ đứa em trai thì là em cũng không biết xử lý thế nào, muốn lại đưa nó quay đi hay là ở Việt Nam hay là ở Trung Quốc em còn chưa nghĩ ra được. Rồi. Thế tình cảm của em với người chồng mới đấy, cái người chồng Trung Quốc ấy như thế nào em? Tình cảm của em với anh đấy thì nói chung thì em cũng không yêu anh đấy đâu. Nhưng mà là anh đấy, em chỉ ngày trước lấy anh đấy cũng chỉ vì thương xót, thương hại anh đấy vì chưa 35 tuổi mà chưa có lấy được vợ. Tức là bây giờ khó xử lý là khó xử lý cái đứa con ý. Tức là mình để con ở lại thì mình cũng rất là thương con. Để con ở lại nhớ con và thương con. Còn anh chàng đấy thì em không nhớ thương đâu, em chỉ nhớ thương mấy đứa con thôi. Liệu có khả năng là em có thể đưa cả cái đứa con sau này về Việt Nam không? Em đưa về thì anh chàng đấy không cho mang về đâu. À thế hả? Đấy, thật sự là khó nhỉ. Bây giờ em đánh giá cái tình hình là cái đứa con mà nó ở lại với bố nó bên kia thì nó có được chăm sóc tốt không em? Có, rất được chăm sóc tốt. À, rất bà được chăm sóc tốt. Anh em nó quan tâm đến chăm sóc rất tốt. Tốt là cái đứa này em để cho bà ngoại trông. À rồi. Đấy, chị hỏi cái đấy là bởi vì này, mình làm cái gì thì nó cũng gắn với lợi ích của trẻ con em ạ. Em hình dung không? Thế thì trong trường hợp em mang cái đứa con của chồng trước sang bên kia và em thấy rằng là khó khăn trong việc nuôi dạy cháu, nó bướng bỉnh này, nó không nghe lời này, vân vân này, đúng không? Cho nên em đã quyết định đưa nó về để sống với gia đình ở bên ngoại và để cho nó có một cái môi trường nó phù hợp hơn để em nuôi cháu. Như thế là em đã nghĩ đến cái tương lai của cháu lớn. Thế tuy nhiên thì em rất là nhớ thương cái cháu nhỏ. Nhưng mà bây giờ mình phải đánh giá là nếu như cháu nhỏ mà ở với bố và với ông bà nội, và ông bà nội rất yêu thương, rất chăm sóc, thì như thế tức là mình có thể ở góc độ nào đó mình yên tâm được về cái cháu nhỏ này, đúng không? Thế còn về mặt tình cảm nhé, thì thực sự bây giờ rất là khó để cùng một lúc em có được cả hai thứ em ạ. Chỉ trong trường hợp mà dụ như cái cháu mà trai này và con của chồng trước đấy, mà như em nói là nó rất thương em này, nó rất nhớ bố dượng này, và nếu như nó có một cái cam kết là khi nó quay lại cùng với em ở bên kia nhá, nó biết nghe lời, đúng không,
rồi nó sẽ ngoan ngoãn, nó sẽ học hành tốt này, thì lại rất là đẹp, tức là sẽ được cả hai. Thì cái này nó sẽ phải là cái việc đánh giá của em để xem cái khả năng mà cháu nó tiến bộ như thế nào, cái khả năng cháu nó hòa nhập vào cái gia đình mới của em như thế nào nhé. Em thấy cái đứa con lớn này là không nghe lời đâu, rất bướng. Bây giờ em phải xem nếu nó không nghe lời thì cái việc mà em đưa nó về Việt Nam và em cố gắng cùng với ông bà ngoại này, đúng không? Để mà hỗ trợ thì nó có tốt lên không, theo em? Nói chung thì ông bà ngoại thì nhà nghèo cũng không có hỗ trợ thì cũng không bằng được ở bên kia. Bởi vì cái đứa con lớn là nó nghĩ là ở với bố dưỡng. Ừ. Thì là nhà bố dưỡng có tiền giàu thì là được ăn sung mặc sướng. Còn giờ em đưa nó về Việt Nam rồi là nó khổ, nó nghĩ về cái đoạn nó sung sướng là nó lại muốn đi sang kia ở với bố dưỡng, nó không thích ở đây. Thực sự ra này, cái suy nghĩ của cháu nó cũng đã có những cái nó hơi bị lệch hướng đi rồi. Tức là nó hơi nặng về cái vật chất, đúng không? Thì thôi em sẽ phải cố gắng để mà em trao đổi, em hướng dẫn cháu thôi. Tức là nếu như mình muốn ở cùng với gia đình của bố dượng, đúng không? Với ông bà, thì mình phải ngoan ngoãn, mình phải nghe lời, phải như thế nào đó. Đúng không nào? Còn nếu không thì mình sẽ phải chấp nhận là mình sống ở bên này. Bởi vì nếu mình ngang bướng thì rất là khó để mà gia đình bên nhà nội, bên bố dượng có thể chấp nhận được mình. Cái đấy em sẽ phải trao đổi thêm với cháu bằng cái tình cảm của mình để dẫn dụ cháu nhá. Vâng. Để bảo ban cháu. Bạn em đã nhá. Nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Hy vọng bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của mình.